Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 8. Lúc này Dư Giai lên tiếng, hay là tôi gọi điện về nhà nhé? Ba tôi làm ở ủy ban huyện, cô vẫn luôn che giấu tình hình gia đình, không nói cho mấy ai. Mà Dương Bách Xuyên và các bạn học khác cũng không biết, hồi đi học chỉ biết là Dư Giai ăn mặc các thứ đều rất tốt, không phải con nhà bình thường. Bây giờ cô chủ động nói ra ba mình làm việc ở ủy ban huyện cũng đủ chứng minh cô lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Cung Lăng Phong sửng sốt giây lát mới có phản ứng, Dư Giai mau gọi điện đi. Thật sự là nhà họ Trần không dễ chọc đâu, nhất là Trần Bảy Roi có tác phong thổ phỉ. Đừng vội, tôi còn không sợ thì các cậu sợ cái gì? Chờ lát nữa rồi tính, ha ha. Dương Bách Xuyên cười ha hả nói với hai người. Cậu còn cười được, Cung Lăng Phong trợn mắt. Lẽ nào tôi khóc thì có thể giải quyết vấn đề? Dương Bách Xuyên hỏi vặn. Cậu, Cung Lăng Phong nghẹn họng. Được rồi, tôi đã bảo là đừng lo mà, tôi thật sự muốn gặp Trần Bảy Roi. Nào nào nào, thả lỏng đi, uống một ly rồi nói tiếp. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ra hiệu cho hai người uống rượu. Hai, tôi phục cậu luôn, sau này cậu chính là đại ca của tôi. Được, tôi không lo nghĩ nữa, nếu lát nữa đánh nhau thì cùng lắm là mất mạng thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn Trần Bảy Roi tuy là dân giang hồ nhưng biết phải trái, hy vọng chuyện hôm nay ông ta có thể phân rõ phải trái. Nói xong Cung Lăng Phong chạm ly với Dương Bách Xuyên, sau đó tu một hơi hết sạch một ly rượu to như thể muốn tiếp thêm can đảm cho mình. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn thì thấy ở cửa có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao không quá 1m6, không béo không gầy, nhưng trông hình thể rất săn chắc. Mày rậm mắt to, mặc trang phục thời Đường phong cách cổ, để kiểu tóc vuốt ngược. Hắn chắp tay sau lưng đi đến, trên gương mặt nở nụ cười thản nhiên, sau lưng có một đám người đông đảo đi theo, cực kỳ khí thế. Trần Tam đứng trong góc nhìn thấy người này thì lập tức sống lại, kích động gào to, chú út đến rồi. Chú mà không đến thì không được gặp cháu nữa đâu, tên dở hơi này vừa nói vừa khóc nức nở y như trẻ con. Rõ ràng người vừa đến là Trần Bảy Roi. Cung Lăng Phong thường trú ở huyện cổ, tiếng tăm của Trần Bảy Roi như sấm bên tai. Anh ta không kìm được đứng dậy. Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú, tay cầm một ly rượu, ngồi im bất động. Bây giờ anh có thể khẳng định Trần Bảy Roi là cổ võ giả, bởi vì anh cảm nhận được khí huyết trên người hắn rất dồi dào, cực kỳ giống Mã Tiểu Lục và Diệp Khai. Dương Bách Xuyên chuẩn bị nhìn xem Trần Bảy Roi định giải quyết thế nào. Nếu hắn biết phải trái thì anh không ngại phân rõ phải trái với hắn, nếu hắn bất chấp lý lẽ thì anh cũng không cho sắc mặt tốt. Sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 2, anh không sợ cổ võ giả cấp bậc minh kình, trong khi anh cảm thấy Trần Bảy Roi là cấp bậc minh kình giống Mã Tiểu Lục. Sau khi Trần Tam khóc lóc nói xong, một thanh niên bên cạnh Trần Bảy Roi chỉ vào Dương Bách Xuyên và nói, anh Bảy, chính là thằng nhóc này. Được rồi, các cậu chờ ngoài cửa đi. Trần Bảy Roi xua tay bảo người bên cạnh đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn Trần Tam mắng, cái đồ mất mặt, chú đã nói là sớm muộn gì cháu cũng chịu thiệt mà, bây giờ đã im chưa? Dứt lời hắn mới nói với Dương Bách Xuyên, tôi là Trần Bảy Roi, không biết mấy vị tên gì. Cháu trai tôi mạo phạm mấy vị thấy thế nào? Hàm ý là cháu trai tôi đắc tội các người như thế nào thì hãy giải thích đi. Dương Bách Xuyên đặt ly rượu xuống. Mỉm cười nhìn Trần Bảy Roi, tôi là Dương Bách Xuyên, là người huyện cổ nhưng ở nông thôn. Một mình tôi đánh Trần Tam, còn tại sao tôi đánh anh ta thì anh Trần hãy hỏi cháu trai của mình, là anh ta ngứa tay. Dương Bách Xuyên đánh Mã Tiểu Lục ở Cố Đô. Trần Bảy Roi sửng sốt hỏi một câu, anh Trần biết tôi ư? Dương Bách cũng sửng sốt, anh không ngờ Trần Bảy Roi cũng biết chuyện mình đánh Mã Tiểu Lục. Trần Bảy Roi cười khẽ, nghe danh đã lâu. Thế này đi. Dù sao đứa cháu trai không nên thân của tôi cũng bị cậu dạy dỗ rồi, thôi thì để cho nó đi bệnh viện khám tay trước, còn tôi sẽ nói chuyện với cậu. Cậu thấy có được không? Dương Bách Xuyên phát hiện bất chi bất giác Trần Bảy Roi đã đổi cách xưng hô với mình. Anh ngẫm nghĩ, hình như đối phương có lời muốn nói với mình. Anh gật đầu, anh Trần đã ra mặt thì đương nhiên là được. Sau đó Trần Bảy Roi nói với Trần Tam, cút ngay. Lần này trở về đừng ra ngoài gây rắc rối cho chú nữa.
Nói xong hắn ra lệnh cho người ngoài cửa, các cậu cũng rút đi. Chốc lát sau, Trần Tam và một đám người ngoài cửa đều rời đi. Trong phòng riêng chỉ còn bốn người Trần Bảy Roi, Dương Bách Xuyên, Cung Lăng Phong và Dư Giai. Lúc này, Trần Bảy Roi bỗng bật cười, Trần Mỗ muốn nhờ cậu chỉ giáo một lát, không biết cậu có bằng lòng không? Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh biết bất kể hôm nay Trần Bảy Roi có ác ý với mình hay không, anh vẫn phải đánh trận này, nếu không thì thể diện nhà họ Trần sẽ mất sạch. Đối phương nói chuyện rất lịch sự, rất có thể là vì biết chuyện anh đánh Mã Tiểu Lục ở Cố Đô. Triệu Nam từng nói giới cổ võ rất chú ý tới lễ tiết truyền thống, lời lẽ của Trần Bảy Roi không tính là mạo phạm. Nhóc Phong và Dư Giai xuống lầu chờ tôi và anh Trần nói chuyện một lát. Dương Bách Xuyên nói với Cung Lăng Phong và Dư Giai, cổ võ giả so tài, tốt hơn là họ không nên ở đây để tránh bị thương. Hơn nữa đây cũng là quy tắc ngầm, cố gắng không làm liên lụy tới người bình thường. Cung Lăng Phong hơi lo lắng, sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt, nhóc Xuyên. Chú em không cần lo lắng, Trần Mỗ chỉ trò chuyện với cậu Dương thôi. Tất nhiên là Trần Bảy Roi nhìn thấu nỗi lo lắng của Cung Lăng Phong và Dư Giai. Thật ra hắn cũng cười khổ trong lòng, cả giới cổ võ Tây Bắc đều biết chuyện Dương Bách Xuyên đánh Mã Tiểu Lục, hơn nữa ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Mấy năm trước hắn từng có mâu thuẫn với Mã Tiểu Lục, chỉ mong sao Mã Tiểu Lục bị người ta đánh. Dương Bách Xuyên đánh Mã Tiểu Lục mà nhà họ Mã không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này cho thấy thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên mạnh đến độ khiến nhà họ Mã phải e sợ. Huống chi Dương Bách Xuyên có thể đánh bại Mã Tiểu Lục cũng đủ để chứng minh thực lực của anh rất mạnh. Lúc này hắn đề nghị so đấu với Dương Bách Xuyên với hai lý do. Lý do thứ nhất là muốn lấy lại thể diện cho nhà họ Trần xuống nước. Lý do thứ hai là Trần Bảy Roi say mê võ thuật từ nhỏ, gặp người tài giỏi thì không nhịn được ngứa ngáy tay chân, đồng thời có ý thử xem Dương Bách Xuyên có giỏi như mọi người tâng bốc hay không. Sau khi Cung Lăng Phong và Dư Giai ra khỏi phòng riêng, Trần Bảy Roi đóng cửa lại, trịnh trọng chắp tay nói, Trần Bảy Roi huyện cổ xin chỉ giáo. Dương Bách Xuyên nhìn mà buồn cười, hiện tại anh là luyện khí kỳ tầng 2, tương đương với cổ võ giả cấp bậc ám kình. Anh cảm thấy Trần Bảy Roi thuộc cấp bậc minh kình, anh đánh với hắn là bắt nạt đối phương. Anh bèn lên tiếng, nghe nói anh Trần rất giỏi tiên pháp nhà họ Trần. Không phải tôi xem thường anh đâu, anh thật sự không phải đối thủ của tôi. Lấy roi của anh ra đi. Dương Bách Xuyên vừa liếc mắt đã chú ý tới vòng eo phình lên của Trần Bảy Roi, chắc hẳn hắn quấn roi ở đó. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Trần Bảy Roi lộ vẻ tức giận, sau đó lạnh lùng hừ mũi, được thôi, thế thì Trần Mỗ xin đắc tội. Nói xong hắn rút roi ở eo ra. Vụt, một sợi roi đen nhánh dài hơn 3 mét, to bằng ngón út được rút ra, tiếng roi xé gió vang lên. Cây roi dài 3 mét trong tay Trần Bảy Roi vung vẩy, sống động như rắn trườn. Ngay sau đó, một roi quất tới Dương Bách Xuyên, Trần Bảy Roi không dài dòng, vung roi đánh luôn. Vụt vụt vụt. Trong phòng riêng, tiếng roi phát ra vang dội kèm theo tiếng xé gió hừng hực khí thế. Khóe mắt Dương Bách Xuyên dần giật, anh hơi ngạc nhiên vì cây roi trong tay Trần Bảy Roi rất nhịp nhàng, hắn là người đầu tiên trong số những cổ võ giả anh từng tiếp xúc khiến anh đánh giá cao chiêu thức. Roi dài vừa chuyển động là biết Trần Bảy Roi đã luyện tiên pháp đến trình độ chiêu thức cực cao. Chỉ xét về chiêu thức thôi đã hơn xa Mã Tiểu Lục rồi. Một roi nhanh chuẩn ác phụt đến lồng ngực của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hơi nghiêng người tránh thoát một roi này. Rầm. Một giây sau, bàn trà bên cạnh chia năm xẻ bảy bởi một roi này của Trần Bảy Roi, và chỉ dựa vào lực tay của hắn. Sau đó Trần Bảy Roi rút roi về. Tiếp tục vung roi vào hai chân Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã nhìn ra tinh hoa trong tiên pháp của Trần Bảy Roi nên không thử nữa, lập tức giơ chân dẫm thẳng lên cây roi dài của đối phương. Trần Bảy Roi nhếch môi cười khẽ. Trong mắt hắn, Dương Bách Xuyên làm vậy quá kiêu căng, dẫm chân lên roi thì chỉ có thiệt. Hắn lập tức dồn sức vào tay muốn hất ngã Dương Bách Xuyên. Nhưng tiếp theo mặt Trần Bảy Roi biến sắc. Bởi vì hắn dùng sức rút roi nhưng không ngờ cây roi dưới chân Dương Bách Xuyên không hề xê dịch, trong khi anh chỉ dẫm một chân. Hắn hạ quyết tâm, hét một tiếng rồi rút mạnh lần nữa. Nhưng cây roi vẫn bất động. Lúc này Trần Bảy Roi đã hiểu ra Dương Bách Xuyên đúng là cao thủ,
chỉ với sức lực của một chân cũng đủ thấy e là anh đã vượt qua Minh Kình, bước vào cấp bậc ám kình mà võ giả mơ ước. Nghĩ tới đây, Trần Bảy Roi thu lại sức mạnh toàn thân, nở nụ cười gượng gạo, tiền bối có công lực thâm hậu, vừa rồi Trần Bảy Roi không biết tự lượng sức mình đã đắc tội ngài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy Trần Bảy Roi chịu thua, Dương Bách Xuyên mới thả chân, anh Trần khiêm tốn rồi, cứ gọi tên tôi là được, tôi không dám nhận hai chữ tiền bối. Trên con đường võ học, ai đạt trước xếp trước, Trần Mỗ mạo muội hỏi một câu, tiền bối đã đạt đến ám kình phải không? Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên bằng cặp mắt sáng ngời. Ám kình, Dương Bách Xuyên ngẩn ra, sau đó bật cười, coi như là vậy đi. Anh là người tu chân chứ không phải võ giả, nếu chỉ xét về sức mạnh thì quả thật anh là võ giả cấp bậc ám kình. Quả nhiên, Trần Bảy Roi nói bằng giọng điệu hâm mộ, sau đó hưng phấn nói, cuối cùng thì huyện cổ chúng ta cũng có một cao thủ ám kình, thật đáng mừng. Từ sau thời dân quốc, ngoại trừ tổ tiên nhà họ Trần chúng tôi, ở huyện cổ chưa từng có ám kình xuất hiện. Tiền bối lên ám kình là phúc của huyện cổ chúng ta, hơn nữa ngài còn trẻ như vậy, nhìn khắp Tây Bắc cũng không thấy nhiều. Chúc mừng tiền bối. Trần Bảy Roi cứ luôn miệng nịnh nọt gọi tiền bối làm Dương Bách Xuyên cực kỳ mất tự nhiên, anh vội vàng lên tiếng, hôm nay xem như tôi và anh Trần không đánh không quen biết, chỉ bằng hai ta kết bạn đi. Tôi gọi anh là anh Trần, anh đừng gọi tôi là tiền bối, tôi nghe không quen. Ha ha ha, được, vậy Trần Mỗ với Cao gọi cậu là chú em. Trần Bảy Roi cười sang sảng. Dương Bách Xuyên cũng có ấn tượng tốt về Trần Bảy Roi, bèn nói, anh Trần, tôi xin phép nói thẳng. Vừa rồi trong lúc so đấu, quả thật tiên pháp của anh có chiêu thức rất tinh vi, nhưng sao tôi lại cảm thấy hình như nội lực của anh không ổn. Trần Bảy Roi nghe anh nói vậy thì sững ra giây lát, sau đó nở nụ cười cay đắng, chú không biết đấy thôi. Nội công tâm pháp trong tiên pháp nhà họ Trần chúng tôi đã thất lạc một phần trong thời kỳ chiến loạn, tâm pháp chúng tôi đang luyện chỉ là một nửa thôi, vì thế không thể phát huy toàn bộ sức mạnh tu vi nội lực được. Nói một cách nghiêm khắc thì hiện giờ nhà họ Trần chúng tôi chỉ có thể coi là nửa thế gia cổ võ mà thôi. Nội công tâm pháp không hoàn chỉnh thì đời này chỉ có thể dừng lại ở Minh Kình, không có hy vọng gì với ám kình. Chỉ khi bước vào ám kình mới được xem là cổ võ giả chân chính. Trần Bảy Roi nói đến đây, giọng điệu tràn đầy hụt hẫng. Dương Bách Xuyên nghe hắn kể xong mới biết thời chiến loạn nhà họ Trần có tâm pháp hoàn chỉnh, nhưng loại tâm pháp này toàn truyền miệng chứ không ghi chép lại bằng văn bản. Trong thời loạn, nhà hắn có một vị tổ tiên dẫn người đi tiêu diệt thổ phỉ ở hai ngọn núi phía Bắc và phía Nam huyện cổ, sau đó bị bắn lén mà chết. Cuối cùng tâm pháp chỉ giữ được một nửa, nửa còn lại xem như thất truyền. Thì ra tiên pháp hiện tại của nhà họ Trần gồm có chiêu thức tiên pháp hoàn chỉnh và nửa bộ tâm pháp. Trần Bảy Roi là một kẻ si mê võ thuật, luyện tập tiên pháp từ nhỏ, muốn bổ sung hoàn chỉnh tâm pháp của gia tộc. Nhưng hắn luyện võ gần 30 năm cũng chỉ dừng lại ở Minh Kình tầng 9, không thể bước vào ám kình, tuy nhiên lại luyện được tiên pháp đến trình độ tùy tâm sở dục. Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần cho Trần Bảy Roi tu luyện tâm pháp hoàn chỉnh thì hắn sẽ bước vào ám kình. Sẽ trở thành nhân vật tuy không phải vô địch trong những người cùng cảnh giới, nhưng một trọi giam ba võ giả cùng cảnh giới cũng không thành vấn đề. Sau khi tâm sự với Dương Bách Xuyên nỗi cay đắng trong lòng, Trần Bảy Roi bỗng nói sang chuyện khác, chú em à, anh nghe nói chú có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, không biết có chuyện này không? Dương Bách Xuyên lập tức híp mắt nhìn Trần Bảy Roi, anh không có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên gì đó, nhưng có công thức điều chế đan cố nguyên. Lúc đó anh và nhà họ Mã kết thù cũng bởi vì đan cố nguyên. Anh Trần cũng muốn công thức điều chế của thằng em này sao? Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười, nhưng giọng điệu đã trở nên lạnh lùng. Trần Bảy Roi biết là mình hỏi quá thẳng thừng khiến Dương Bách Xuyên hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích chú đừng hiểu lầm. Tôi nghe đồn chú có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, hiện giờ rất nhiều thế lực ở khu vực Tây Bắc đều đang theo dõi chú. Hôm nay anh nói đến chuyện này là để nhắc nhở chú hành động cẩn thận. Trong giới cổ võ, đan tiểu bồi nguyên là vật báu vô giá, là đan dược có thể giúp Minh Kình bước vào ám kình. Có câu này không được xuôi tai cho lắm, hiện giờ chú rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời giải thích vội vàng của Trần Bảy Roi, cũng hiểu được rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, ngược lại người ta cũng tốt bụng nhắc nhở mình. Với đan tiểu bồi nguyên trong miệng hắn, Dương Bách Xuyên là lần đầu nghe thấy. Chuyện của giới võ cổ, anh hoàn toàn chẳng biết gì,
nếu không gây sự với Diệp Khai và Mã Tiểu Lục, thậm chí anh cũng không biết đến sự tồn tại của giới cổ võ trên trái đất này. Theo lời của Trần Bảy Roi, có rất nhiều thế lực võ cổ đang chú ý đến anh, là vì nghe được thông tin rằng trên người anh có phương pháp bào chế đan tiểu bồi nguyên có sức hút lớn với người trong võ cổ. Điều này thật sự khiến Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, trên người anh có phương pháp bào chế đan dược là sự thật, nhưng nó không phải đan tiểu bồi nguyên gì đó. Rất rõ ràng có người đã cố ý truyền tin, gieo tai họa cho bản thân anh, động cơ không trong sạch. Nghĩ một lát anh hỏi Trần Bảy Roi, anh Trần tin tức này có đáng tin không? Hay anh nghe được nó từ đâu? Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên nói, người anh em, có phải chú không quen với phạm vi của giới võ cổ không? Ai, thật sự, tuy rằng tôi cũng coi như võ giả cổ, nhưng sư phụ không cho tôi biết về những chuyện liên quan đến giới võ cổ, về sự tồn tại của võ giả cổ qua thời gian dài tôi cũng mới biết đến chút ít, nhưng cũng chẳng nhiều. Dương Bách Xuyên nửa thật nửa đùa nói. Thảo nào, Trần Bảy Roi gật đầu tiếp tục nói, thực sự, về giới võ giả cổ, chỉ có người thường không biết mà thôi, còn toàn bộ giới võ cổ không có tin tức gì mà họ không biết cả, bởi vì mỗi bên thế lực đều liên hệ với nhau. Ví dụ ở Tây Bắc chúng ta do nhà họ Mã đứng đầu, mỗi ngày đều tổ chức đại hội võ cổ một lần, trong việc hỗ trợ tiến hành trao đổi, hiện tại thời đại đang phát triển, giới võ cổ cũng không ngoại lệ, có thông tin gì, một cuộc điện thoại hay một bài đăng thôi mọi người cũng đều biết được. Với tin tức nói trên người chú có đan tiểu bồi nguyên, tôi cũng biết được từ diễn đàn võ giả cổ, còn thông tin được ai đăng lên, chẳng ai biết cả, đối phương đăng bài không dùng tên thật. Diễn đàn võ cổ vậy mà lại bao trùm toàn quốc, bây giờ phát triển nhất là võ giả ở khu vực Tây Bắc, mọi người đều biết chú ở cố đô, vì vậy lúc nghe được tin đồn, mọi người đều nhao nhao lên muốn cướp được đan dược trên người chú. Trần Bảy Roi giải thích một lượt, hắn còn lấy một chiếc điện thoại ra rồi đăng nhập vào một trang web có biểu tượng thanh kiếm cho Dương Bách Xuyên xem, kết quả là trên một web diễn đàn võ giả cổ còn có người đăng bài nói rằng trên người mình có phương pháp chế đan tiểu bồi nguyên. Sau nhìn thấy bài đăng, Dương Bách Xuyên híp mắt, trong lòng anh đã cảm thấy nghi ngờ, thế lực võ giả cổ mà anh từng có xích mích chỉ có Diệp Khai và Mã Tiểu Lục, nói cách khác người truyền tin không phải nhà họ Mã thì chắc chắn là nhà họ Diệp. Bây giờ xem ra, người của nhà họ Mã có khả năng cao hơn. Trong lòng anh thầm chửi rủa, gây rắc rối cho tôi sẽ san bằng nhà họ Mã các người. Dương Bách Xuyên thật sự không hiểu rõ về nhà họ Mã. Anh hỏi Trần Bảy Roi, đại ca Trần, anh có hiểu rõ về nhà họ Mã không? Trần Bảy Roi gật đầu nói, nhà họ Mã là gia thế đại diện cho toàn bộ võ giả cổ, thế lực hùng hậu, điều quan trọng là nghe đồn lão tổ tông ám kình đỉnh phong tồn tại ở nhà họ Mã, thế lực thâm sâu khó đoán. Cũng nhờ có lão tổ tông ám kình trấn thủ, nhà họ Mã mới trở thành thế gia đứng đầu võ giả cổ Tây Bắc, dù sao chi tiết cụ thể tôi cũng không rõ nữa. Nhưng cường giả ám kình ở nhà họ Mã cũng không dưới Lũy Thừa Hai, ám kình mới là cường giả võ cổ thật sự, sau này người anh em cậu phải cẩn thận đó. Ám kình và minh kình chỉ khác một chữ nhưng thế lực cách nhau một trời một vực. Nói xong, trên mặt Trần Bảy Roi lộ rõ một vẻ ái ngại, muốn nói rồi lại thôi. Dương Bách Xuyên hiểu rõ, nói thẳng, đại ca Trần có gì cứ nói thẳng. Khụ khụ, người anh em. Người anh già tôi cả đời này đều hy vọng có thể khiến gia tộc trở thành một thế gia võ cổ thực thụ, đáng tiếc không truyền thừa được trọn vẹn tâm pháp, cả đời này cũng vô vọng, mà bây giờ tôi đã dừng lại ở Minh Kình đỉnh phòng đã 10 năm rồi, không thể tiến thêm được nữa, chức năng cơ thể đã suy yếu, đời này không hy vọng đến ám kình nữa. Nhà họ Trần tôi truyền thừa không trọn vẹn, trong cả tuổi trẻ cũng chẳng có truyền thống học tập. Nhưng lúc hấp hối ông nội tôi đã kéo tay tôi nói với tôi là người duy nhất học được võ công vào thời cận đại của nhà họ Trần, nhất định phải khiến tôi tu đạo đến ám kình, đưa nhà họ Trần ra về lại giới võ cổ, 3 tháng là đại hội võ cổ toàn quốc 3 năm một lần, nếu tôi có thể bước vào ám kình, có thể khiến gia tộc lại lần nữa vào giới võ giả cổ. Tôi thấy chú cũng là cường giả ám kình rồi, có thể chỉ điểm cho tôi chút được không, chỉ cần có thể đạt được ý nguyện, tôi làm trâu làm ngựa cho chú cũng được. Trần Bảy Roi nói xong, vẻ mặt đầy sự mong đợi nhìn Dương Bách Xuyên, hắn rất muốn vào ám kình, hoặc muốn hoàn thành mong ước của ông nội. Nhà họ Trần hắn là gia tộc lớn mạnh trong võ giả cổ ở thời chiến, chỉ đáng tiếc sau khi không thể truyền thừa được, đã xuống dốc không phanh, thậm chí cùng chẳng vào nổi giới võ cổ, có thể đứng ngoài rìa, miễn cũng được coi là nửa gia tộc võ giả cổ. Mấy năm này hắn bái sư học nghệ khắp nơi,
nhưng bản thân cường giả ám kình rất ít, dù là có người cũng không thể truyền thừa lại cho một người ngoài như hắn được. Gặp được Dương Bách Xuyên cũng giống như mọi lần, cầu xin thử, ngộ ngỡ Dương Bách Xuyên có thể chỉ điểm khiến hắn vượt qua minh kình, tiến vào ám kình thì đời này đã hoàn thành được mong muốn của ông nội rồi. Năm nay Trần Bảy Roi 30 tuổi, hắn biết qua mấy năm nữa sẽ có cơ hội hoàn thành tâm nguyện của ông nội, nhưng cơ thể hắn lại không ổn. Dương Bách Xuyên thấy được vẻ mặt kỳ vọng của Trần Bảy Roi, anh dấy lên lòng trắc ẩn, thật sự sau khi tiếp xúc với Trần Bảy Roi, anh cảm thấy tính cách của người này không xấu, mà còn bày tỏ chân thành với mình, hắn cũng nói cho mình biết việc võ giả cổ đang nhắm đến mình, đây cũng xem như là một ân tình. Mặc khác sau khi gây sự với nhà họ Mã và nhà họ Diệp, Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi nguy hiểm, bản thân anh thì chẳng làm sao, nhưng người thân bạn bè bên cạnh không thể lúc nào cũng bảo vệ được, có lẽ có thể chiêu mộ được mấy võ giả cổ như Trần Bảy Roi đến bảo vệ người nhà. Sau đó cho bọn họ tâm pháp tu luyện, đây là một cuộc giao dịch công bằng. Tôi có thể đưa cho anh hết tâm pháp tu luyện võ công, nhưng tôi có một điều kiện. Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi nói. Điều gì, chú có thể đưa cho tôi tất cả tâm pháp tu luyện võ công sao? Trần Bảy Roi cho rằng bản thân mình nghe nhầm, ý muốn ban đầu của hắn là muốn Dương Bách Xuyên chỉ điểm xem bản thân có thể đột phá hay không. Hắn chưa từng nghĩ sẽ lấy được tâm pháp luyện võ công, bởi vì hắn biết ở giới võ cổ, tâm pháp tu luyện của mỗi một môn phái mỗi một gia tộc đều là báu vật, không người nào được tiết lộ, thậm chí trong một gia tộc hay một môn phái. Chính người dòng chính truyền thừa tâm pháp cũng phải tìm nhân tài có thể truyền thừa. Hắn tuyệt đối chẳng ngờ rằng Dương Bách Xuyên có thể dứt khoát nói cho mình tất cả tâm pháp tu luyện võ công. Điều này khiến Trần Bảy Roi tưởng rằng tai mình nghe nhầm mới hỏi lại. Dương Bách Xuyên cười lại nói với hắn, tôi ở Cố Đô có vài sản nghiệp, mà tôi sẽ sắp xếp ổn cho người nhà rồi, nhưng anh cũng biết tôi gây sự với nhà họ Mã, tôi không yên tâm về người nhà mình, cần người bảo vệ. Vì vậy ý tôi là chỉ cần anh đồng ý giúp tôi sẽ cho anh hết tâm pháp tu luyện võ công, mà đảm bảo là tâm pháp tu luyện có giá trị. Trần Bảy Roi ngây người vài giây rồi nhanh chóng đứng dậy chắp tay, vẻ mặt đầy kích động, cảm ơn tiên sinh rất nhiều, cảm ơn tiên sinh rất nhiều, tôi đồng ý. Trong lòng hắn thì Dương Bách Xuyên thật sự là chẳng có điều kiện gì cả, bảo vệ người có thể có được toàn bộ tâm pháp tu luyện, quả là cho không. Mà hắn cũng đoán rằng sau lưng Dương Bách Xuyên là một thế lực rất lớn ở giới võ cổ, người thuận miệng có thể đồng ý cho hết tâm pháp luyện võ, điều này đã nói rõ sự truyền thừa của người ta rất phong phú, không thiếu người truyền thừa, điều này là nội tình thế nào đây? Có thể ở bên cạnh anh là cơ duyên lớn. Anh Trần đừng khách sáo, anh và tôi cũng coi như là thỏa mãn nhau, hiện tại tôi viết tâm pháp cho anh, nhưng có một điều không được truyền ra ngoài. Còn nữa, mấy ngày nay, anh chuẩn bị một chút đi. Tôi cần phải về quê, hai ngày nữa mới quay lại Cố Đô, anh về với tôi được không, không vấn đề gì chứ. Dương Bách Xuyên có thể chiêu mộ võ giả có thể sử dụng tiên pháp như Trần Bảy Roi cũng rất vui, anh tin chỉ cần Trần Bảy Roi tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể của anh truyền lại thì đột phá đến ám kình không khó, sau này hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Dù sao anh cũng truyền lại thuật ngũ hành dẫn thể cho Lý Đại Nghị rồi, lại truyền thêm cho một Trần Bảy Roi thuật dẫn thể mà thôi. Cũng không phải truyền thừa tu chân. Thứ không thiếu trong não anh chính là truyền thừa. Một lúc sau, Trần Bảy Roi cầm lấy báu vật thuật ngũ hành dẫn thể mà Dương Bách Xuyên viết, xin thề rằng nhất định không truyền ra ngoài, về nhà sắp xếp xong hắn cùng Dương Bách Xuyên rời đi, đồng thời hắn quỳ một gối trước mặt Dương Bách Xuyên nói, cảm ơn ân chủ ban thưởng tâm pháp, Trần Bảy Roi sau này nhất định đi theo phục tùng ân chủ, mãi mãi không phản bội. Đại ca Trần nghiêm túc quá, nhanh đứng lên đi. Anh vẫn gọi tôi là người anh em mà, cái gì mà ân chủ chứ. Dương Bách Xuyên đỡ hắn dậy, không ngờ rằng phản ứng của Trần Bảy Roi lại lớn vậy. Sau này tôi sẽ gọi chú là tiên sinh, giới võ cổ rất coi trọng tôn ti truyền thừa, lễ không miễn được, nếu không Trần Bảy Roi tôi sẽ bị người khác chê cười không hiểu quy định. Được rồi, tùy anh. Ở bên ngoài quán karaoke, Cung Lăng Phong và Dư Giai đang lo lắng chờ Dương Bách Xuyên. 20 phút sau, vẫn không thấy Dương Bách Xuyên ra. Lúc này Dư Giai hơi sốt ruột, cầm máy ra chuẩn bị gọi cho ba cô. Chuyện hôm nay là do Dương Bách Xuyên vì cô mà chọc giận nhà họ Trần, điều này vừa khiến cô cảm thấy cảm động, trong lòng lại hơi ngọt ngào không hiểu vì sao. Nhưng nhiều nhất là lo lắng cho Dương Bách Xuyên.
Cung Lăng Phong nhìn Dư Giai lấy điện thoại ra, nói, hay là chờ chút đi, tôi thấy Trần Bảy Roi không phải loại tiểu nhân ức hiếp người khác như thế, trong huyện đều đồn người này hiểu đạo lý, hẳn sẽ không làm khó nhóc Xuyên đâu, đợi lát nữa tôi sẽ vào xem. Được, tôi sẽ đợi 10 phút, nếu anh ta còn chưa ra thì bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ không để nhà họ Trần được yên. Dư Giai có vẻ dịu dàng ít nói, nay lại kiên quyết. Lúc hai người nói chuyện thì thấy Dương Bách và Trần Bảy Roi cười cười nói đi ra. Trong mắt Dư Giai và Cung Lăng Phong, Dương Bách Xuyên đi trước, Trần Bảy Roi đi sau anh, nhìn qua có vẻ hơi cung kính với Dương Bách Xuyên. Quả nhiên sau khi Dương Bách Xuyên và Trần Bảy Roi đi tới, chỉ nghe Trần Bảy Roi nói, lời lúc trước của ngài cứ thế đi, 3 ngày sau tôi sẽ ở trong huyện chờ ngài, tạm biệt. Được, đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh. Lúc này, Cung Lăng Phong mở to mắt, anh ta thường ở trong huyện, biết rõ thái độ làm người của Trần Bảy Roi, không ngờ lại cung kính với bạn thân mình như thế, còn gọi ngài ư. Trong lòng thật sự rất tò mò, bây giờ Dương Bách Xuyên đang làm gì thế? Sao có thể làm cho Trần Bảy Roi cung kính như thế? Mắt Dư Giai lóe lên, nhìn Dương Bách Xuyên đi ra, cô hít sâu một hơi, nở nụ cười. Cô thật sự rất bất ngờ về Dương Bách Xuyên. Không nữ sinh nào không thích nam sinh ra tay vì mình. Hơn nữa Dư Giai cũng chỉ 21 tuổi, cùng tuổi với Dương Bách Xuyên, trong đại học cô không thiếu người theo đuổi, nhưng mà cô là người rất có chủ kiến, chỉ chăm chỉ học tập không yêu đương. Tự đặt quy định cho bản thân là đại học không yêu một ai, trừ phi gặp được người thích hợp. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng Dư Giai đột nhiên nghĩ, có phải anh là Bạch Mã Hoàng tử ông trời phái đến cho mình không? Nghĩ đến đây, Dư Giai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đi đến nói, để hai người đợi lâu rồi. Trong phút chốc bị Dương Bách Xuyên đánh tan ảo tưởng, mặt Dư Giai đỏ lên. Cũng may lúc này Cung Lăng Phong bên cạnh nói, nhóc Xuyên à, Trần Bảy Roi có làm khó cậu không? Ha ha! Không có, tôi và ngài Trần nói chuyện rất hợp, khiến hai người lo lắng rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Chỉ cần không sao là tốt rồi, Dư Giai còn định gọi viện binh, cô ấy thật sự lo lắng cho cậu. Cung Lăng Phong trêu ghẹo. Khiến mặt Dư Giai đỏ bừng. Được rồi chúng ta đi thôi, chuyện nhà họ Trần kết thúc rồi. Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa hai người về nhà, ngày mai tôi còn phải về quê. Dương Bách Xuyên nói. Cung Lăng Phong nhìn Dương Bách Xuyên, lại nhìn mặt Dư Giai đỏ lên, lập tức hiểu rõ. Chuyện tối hôm nay hoàn toàn có thể nói là Dương Bách Xuyên xông pha vì Hồng Nhan. Nếu lúc này anh ta còn ở lại làm bóng đèn thì đúng là không hiểu chuyện, không có mắt. Anh ta cười ha ha nói, cậu đưa Dư Giai về đi, nhà của tôi chỉ cách vài bước, tôi tự về được, ngày mai gọi cho cậu. Lúc nói chuyện còn nháy mắt với Dương Bách Xuyên, vẻ mặt chúc cậu tán gái thành công. Dương Bách Xuyên sửng sốt, thật sự anh không tán gái, đêm này gặp Dư Giai, hơn nữa còn ra tay đánh Trần Tam vì cô là hoàn toàn tình cờ. Nếu không phải nói chuyện với Cung Lăng Phong thì anh đã biến mất trong đám người rồi. Giữa sân chỉ còn lại Dư Giai, Dương Bách Xuyên cười nói, tôi đưa cậu về nhà. Vâng, Dư Giai ngồi ở ghế phụ, Dương Bách Xuyên hỏi, nhà cậu ở đâu? Đối diện sân vận động, Dư Giai nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong hai người im lặng, chủ yếu là Dương Bách Xuyên không biết tám chuyện như thế nào. Một lát sau, Dư Giai nói, hôm nay cảm ơn cậu. Nào, cảm ơn gì chứ, cậu là bạn học cũ của tôi, hôm nay đổi lại là ai cũng bị Trần Tam đánh thôi. Hơn nữa sau này cậu đi theo tôi không bảo vệ cậu thì ai bảo vệ cậu chứ. Cũng chỉ tùy ý nói nhưng lại khi vào tai lại khiến Dư Giai cảm thấy ngọt ngào. Đúng rồi. Bây giờ cô đã tốt nghiệp rồi, chuẩn bị về Yên Kinh hay về làm việc ở quê? Dương Bách Xuyên vẫn không hỏi chuyện công việc của Dư Giai. Có lẽ tôi sẽ ở lại Yên Kinh, sau này cậu đi Yên Kinh có thể tìm tôi, nhớ gọi điện đấy. Được, cậu đến Cố Đô thì cũng tìm tôi. Hai người nói xong cũng đến sân vận động. Dương Bách Xuyên dừng xe, ở tòa nhà đó sao, hay để tôi đưa cậu vào? Không cần đâu, chỉ phía trước thôi, cậu. Về sớm nghỉ ngơi đi. Dư Giai nói, trước khi mở cửa, đột nhiên Dư Giai nói, tôi biết bức thư tình kia của cậu. À, hồi lâu mà Dương Bách Xuyên vẫn chưa phản ứng lại. Điều anh không thể ngờ là ngay sau đó Dư Giai đột nhiên sắp đến, hôn một cái lên mặt anh,
lập tức mở cửa xe trốn đi, nói, Dương Bách Xuyên, tôi sẽ cười vì cậu. Sau khi âm thanh biến mất, bóng dáng Dư Dài cũng đã đi xa. Nhưng mà Dương Bách Xuyên ngồi trong xe vẫn sờ nơi bị cô hôn, hơi ngây người. Anh lẩm bẩm, tôi sẽ cười vì cậu ư. Anh không định thần lại được, cẩn thận suy nghĩ, hình như năm đó lúc anh học cấp 3 có viết bức thư tình cho Dư Dài. Nhưng mà bức thư tình kia không đưa được đến tay cô mà bị giáo viên chủ nhiệm chặn lại, sao cô lại biết được? Cô ấy, không phải thích mình chứ? Sững sờ hồi lâu, Dương Bách Xuyên cười ngốc, lái xe quay về khách sạn. Sáng sớm nửa ngày, anh phải đi trung tâm mua sắm trước, hôm nay phải về nhà, đầu tiên mua đồ cho bà, cho em gái một chút. Sau khi đỗ xe trước trung tâm mua sắm, cầm trong tay 50 vạn tiền mặt trong túi, lúc lái xe hơi lo lắng. Khi vào trung tâm mua sắm, nhìn biển hiệu đánh dấu của khu mua sắm. Tầng 1 là khu chuyên bán di động, tầng 2 và 3 là siêu thị và quần áo. Anh mua quần áo cho bà nội và em gái trước, cũng mua quà cho hàng xóm, cầm túi lớn túi nhỏ xuống lầu. Anh muốn mua điện thoại làm quà cho em gái, lập tức đi về phía khu bán điện thoại. Vừa đi vừa nhìn, lúc vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng cãi nhau, vừa ngẩng đầu đã phát hiện khu vực trái cây trước khu điện thoại có nhiều người vây xem, tiếng khóc truyền đến từ bên kia. Vốn Dương Bách Xuyên không để ý, nơi có nhiều người thì có đủ loại chuyện xảy ra, cũng không có gì lạ. Cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này lại nghe được một giọng nói quen thuộc, hình như là giọng một cô gái, xin lỗi, chúng tôi không cần nhiều tiền như thế, chúng tôi trả tiền cho cô sửa màn hình được không? Lúc này có người phụ nữ nói, khó mà được, đổi màn hình thì tôi bán cho ai? Hôm nay cô phải mua điện thoại này, tiền không đủ thì gọi người trong nhà các người đưa tiền đến, không đưa tiền thì đừng hòng chạy. Cô không có đạo lý, điện thoại hư cũng không phải chỉ do tôi. Là cô chưa đưa tận tay tôi nên mới rơi, cũng có trách nhiệm của cô. Cô gọi ông chủ của cô đến đây, tôi nói chuyện với ông chủ cô. Cô gái lúc trước nói, tôi là chủ, sao nào? Con nhỏ lừa đảo nghèo nàn này, vừa nhìn đã biết là nông dân, không có tiền thì chạy đến khu này làm gì? Hôm nay các người đừng hòng đi, gọi điện thoại cho người thân đi, không đưa tiền đến thì bà đây cho các người vào đồn công an. Làm vỡ điện thoại 7-8 vạn còn muốn cãi à? Lại đây cho tôi, đừng hòng chạy, Tiểu Vương, Tiểu Trương, đóng cửa lại, đừng cho hai con nhóc này chạy đi. Dương Bách Xuyên vừa thấy người tự xưng là bà đây này, là một người phụ nữ trung niên mập mạp, vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo chanh chua, lúc này hai tay bắt lấy hai cô gái 17 tuổi. Quần áo các cô nhăn nhúm lại, trên cánh tay xuất hiện dấu ngón tay. Vốn Dương Bách Xuyên cảm thấy giọng cô gái hơi quen, lúc này vừa thấy, cả người kinh ngạc, hèn gì quen thế. Nhìn cánh tay hai cô gái nhỏ bị người phụ nữ trung niên mập như lợn nắm lấy, Dương Bách Xuyên cảm thấy máu trong người bắt đầu chảy ngược. Cơ thể run lên, giận dữ nói, dừng tay mắt anh đỏ lên, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện như hôm nay. Anh gầm lên giận dữ, bất chi bất giác truyền chân khí vào trong bầu không khí, khiến khu điện thoại trong trung tâm mua sắm hơi chấn động. Anh nhìn thấy một cô gái đang cãi nhau với bà chủ béo phì kia chính là con gái của nhà chú Lý hàng xóm. Trong khi đó còn có một cô gái đang cúi đầu xuống không phải ai khác chính là em gái ruột của anh Dương San San. Vốn dĩ Dương San San còn đang mải cúi đầu nhưng khi nghe được một tiếng gào giận này, hình như có hơi quen thuộc, giống như giọng nói của anh trai, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là anh trai Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy anh trai xuất hiện, nước mắt của cô bé cuối cùng cũng không áp chế được mà tràn ra, gọi một tiếng, anh. Một tiếng gọi anh này chứa đựng rất nhiều sự uất ức. Đồng thời trong lòng cô bé cũng được thả lỏng, từ nhỏ đến lớn, cô bé biết chỉ cần có anh trai cô ở đây thì cho dù có chuyện gì cô bé cũng không sợ. Hôm nay cô bé và bạn đồng hành hàng xóm tên là Lý Viện Viện của mình đã kết bạn vào thành phố, chủ yếu là đến để mua thuốc cho bà nội, bệnh viêm khớp của bà nội lại tái phát. Khi đi tới trung tâm thương mại, Lý Viện Viện nhất định phải kéo cô bé đến xem điện thoại di động, nghe nói máy mới nhất của hãng trái cây đã được cho ra thị trường. Sau khi tiến vào, người phụ nữ mập mạp kia rất nhiệt tình cho Lý Viện Viện xem một cái, thấy cô bé ở một bên nhìn cũng lấy ra cho cô bé một cái, để cho cô xem. Vốn dĩ Dương San San đi xem cùng với Lý Viện Viện, lúc người phụ nữ mập lấy điện thoại di động cho cô bé xem, cô bé xua tay nói không cần. Kết quả là khi đối phương duỗi tay,
Điện thoại di động trong tay thoáng cái đã rơi xuống đất, màn hình bị vỡ. Lần này người phụ nữ béo yêu cầu cô bé phải đền nó. Lý Viện Viện cũng nhìn thấy từ đầu đến cuối sự việc, đương nhiên không phải là lỗi của Dương San San, là do lúc người phụ nữ mập đưa điện thoại di động cho cô bé mới không cẩn thận làm rơi xuống đất nên bị vỡ, Dương San San chỉ xua tay nói không xem chứ chưa từng đụng đến điện thoại. So với Dương San San yên tĩnh nói ít thì Lý Viện Viện lại tương đối nóng tính, cãi nhau hai câu liền lôi kéo Dương San San đi, nhưng lại bị người phụ nữ mập và nhân viên cửa hàng nhìn cản lại. Hai người còn bị kéo rách quần áo, cánh tay còn bị người ta cào xước dữ dội. Chỉ là hai cô bé thì làm sao có thể là đối thủ của cả cửa hàng nhà người ta. Hơn nữa nếu như thật sự để cho hai người bọn họ bỏ tiền ra mua thì số tiền trên người hai người cũng không có nhiều như vậy. Ngay khi Dương San San cảm thấy bất lực nhất thì không ngờ anh trai Dương Bách Xuyên lại xuất hiện. Một tiếng gào giận dữ này của Dương Bách Xuyên đã làm kinh động đến tất cả mọi người, ngay cả bà chủ cửa hàng mập mạp cũng ngừng lại. Lý Viện Viện thấy Dương Bách Xuyên cũng đỏ mặt gọi một tiếng, anh Xuyên. Hai người đều là học sinh mới tốt nghiệp trung học, làm sao đã trải qua được những hiểm ác của xã hội, bị người phụ nữ mập mạp nói một trận như vậy, đều có cảm giác rất oan ức. Dương Bách Xuyên đi qua, nhìn ánh mắt đỏ bừng của em gái Dương San San của mình, cảm thấy rất đau lòng. Anh đột nhiên cô bé tránh thoát khỏi tay của người phụ nữ mập mạp nhào vào trong ngực Dương Bách Xuyên, vừa ngạc nhiên vừa bị dọa, vô cùng oan ức cức, ở trong ngực Dương Bách Xuyên mà khóc lên. San San đừng khóc, có anh ở đây rồi. Vào giây phút này Dương Bách Xuyên hận không thể cho mình hai cái tát, nếu như anh về nhà sớm một chút, hoặc là nói trước cho em gái và bà nội rằng anh đã có chút tiền thì hôm nay cũng sẽ không để cho cô bé bị sỉ nhục như vậy. Anh, hu hu. Không phải là em làm, hu hu, là chính cô ta cầm điện thoại di động không cẩn thận mà làm rơi xuống đất vỡ. Giây phút này Dương San San nhào vào trong ngực anh trai, nói hết tất cả những oan ức lúc trước, khóc rất thương tâm. Nghe thấy em gái khóc, trong lòng Dương Bách Xuyên đều đang nhỏ máu, từ nhỏ hai anh em đều không có cha mẹ, anh làm anh trai đối với em gái nhỏ hơn anh 4 tuổi này, mức độ yêu thương đã vượt qua cả chính bản thân mình. Từ nhỏ đã không nỡ để cho con bé chịu bất kỳ oan ức nào. Vào lúc em gái học trung học ở huyện thành, Dương Bách Xuyên luôn liều mạng làm thêm kiếm tiền để cho em gái trang trải chi phí sinh hoạt và ăn mặc, bởi vì anh muốn em gái của anh giống như những cô bé gái khác, được ăn ngon mặc đẹp. Lúc còn bé, chưa nói đến việc không có ba mẹ bên cạnh, anh cũng không nỡ để cô bé ở trường phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nhưng mà em gái cũng rất hiểu chuyện. Mỗi một khoản sinh hoạt đều tính toán tỉ mỉ, với cả tình cảm của hai anh em rất tốt, con bé cũng rất ỷ lại vào anh. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để con bé chịu bất kỳ ấm ức nào, cũng không thấy em gái khóc thành như vậy. Trong ấn tượng của anh, lần duy nhất cô từng khóc là vào lúc học tiểu học, lần đó là lúc cô và bạn học cãi nhau, bị bạn học mắng là đồ con hoang không cha không mẹ, lần đó em gái khóc hình như giống như lần này. Đó cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đập vỡ đầu học sinh tiểu học kia, sau đó bị người ta tìm đến tận nhà, bà nội ở trước mặt người nhà kia, cầm gậy lớn đánh anh, còn dọa sẽ cắt đứt ngón tay cái của tên kia. Chờ người nhà kia rời đi, bà nội lại ôm nó lớn tiếng khóc. Được rồi, không khóc, anh tin tưởng em, không phải lỗi của em, anh sẽ xử lý. Vỗ vai em gái Dương Bách Xuyên an ủi cô bé. Anh cái điện thoại kia cũng phải hơn 7.000 đồng. Trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy, trên người em chỉ có 500 đồng. Dương San San đơn thuần nói chuyện còn luôn lấy ra tiền ý là để cho anh trai gom góp bồi thường cho người ta, nàng hiểu rõ tính tình của anh trai, sợ anh gây chuyện. Lý Viện Viện cũng đỏ mắt nói, anh Xuyên, chính là do người phụ nữ kia cố ý. Lúc này người phụ nữ mập mạp kia đã phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói, cậu là anh trai của bọn họ. Vừa đúng lúc em gái cậu làm vỡ một chiếc điện thoại di động hoa quả mới nhất của chúng tôi, điện thoại di động này có giá 7.000 đồng. Trong lòng Dương Bách Xuyên lạnh xuống, cầm đồ vật đã mua giao cho em gái và Lý Viện Viện giữ, sau đó đi tới trước mặt người phụ nữ mập nheo mắt lại nói, ý của bà là đập vỡ điện thoại di động hoặc đồ đạc của bà là phải bồi thường đúng không? Người phụ nữ mập không nghe lọt tai Dương Bách Xuyên dùng một chữ đập, chỉ nghe được chữ bồi thường, ngay lập tức gật đầu nói, không sai. Đồ đạc do cậu đập vỡ, đương nhiên là phải bồi thường theo giá trị của nó rồi.
như vậy tôi đã biết phải làm gì rồi. Dương Bách Xuyên rất bình tĩnh nhìn một chút, ánh mắt nhìn xung quanh thấy được một cái hòm phòng cháy chữa cháy ở cửa, đi tới. Người phụ nữ mập còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn đi, ngay lập tức phô ra cái giọng điệu chanh chua, ê ê, tôi nói cho cậu hôm nay cậu cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Yên tâm tôi sẽ không đi, chờ một lúc nữa tôi còn muốn bồi thường đồ đạc cho mấy người. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Dương Bách Xuyên đánh một chưởng vào hòm cứu hỏa. Rầm rầm, kính hộp cứu hỏa vỡ vụn, anh đưa tay lấy ra một cái dìu chữa cháy từ bên trong hòm. Lần này đến lượt người phụ nữ mập mạp cộng thêm mấy nhân viên cửa hàng vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Cậu đang làm cái gì vậy? Ha ha, tôi đập đồ. Dương Bách Xuyên cười lạnh một tiếng. Lúc này anh vung dìu chữa cháy lên, đập xuống quầy điện thoại di động gần đó. Choang! Anh vung dìu chữa cháy lên đập vào quầy điện thoại di động thành một đống nát vụn, một quầy bày ra 6 điện thoại di động có giá trị, có một cái thì tính một cái, toàn bộ đều bị Dương Bách Xuyên đập nát vụn. Còn chưa xong, anh mang theo dìu chữa cháy, lần lượt đập từng quầy ở khu trái cây, tổng cộng là có tất cả 6 quầy. Trong lúc này toàn bộ âm thanh hỏi thăm đều bị tiếng thủy tinh vỡ vụn lấn đi. Người phụ nữ mập và nhân viên cửa hàng đều sợ ngây người, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang điên cuồng đập cửa hàng, trên mặt cô ta hết xanh lại trắng giơ tay chỉ vào Dương Bách Xuyên, cậu. Cho dù là một câu cũng không nói nên lời. Toàn bộ khu vực điện thoại di động của trung tâm mua sắm không chỉ riêng một nhà di động trái cây mà tất cả mọi người đều nhìn qua. Nhìn vào Dương Bách Xuyên đang vung dìu cứu hỏa đập vào. Có người kinh ngạc, có người cảm thấy vui vẻ bởi vì cái người phụ nữ mập mạp mày ở khu trái cây cũng không được lòng người. Chỉ có Dương San San và Lý Viện Viện sợ hãi. Nhất là Dương San San, cô bé trợn tròn mắt, nước mắt thi nhau chuẩn bị rơi xuống. Trong cửa hàng này là điện thoại di động trái cây đắt nhất trong tất cả các điện thoại di động, chiếc rẻ nhất cũng phải đến 3-4 nghìn, anh trai anh điên rồi sao? Giọng nói còn mang theo nức nở, anh mau dừng tay đi. Nhưng chờ đến khi cô hoàn hồn lại kêu to thì Dương Bách Xuyên đã đập xong rồi. Dầm một tiếng anh ném cái dìu chữa cháy trong tay xuống đất, đi đến bên cạnh em gái cười nói, trước đây anh đã nói qua sẽ không để cho em phải chịu ấm ức, chỉ là đập một cửa hàng điện thoại di động rách nát mà thôi, là để an ủi em, đừng lo lắng, cho dù anh có đập nát 100 cái cửa hàng như vậy cũng có thể bồi thường được. Anh đây là muốn làm cái gì vậy, em không có ấm ức gì hết, anh làm như vậy sao chúng ta có thể bồi thường được chứ? Lúc này Dương San San đã sốt ruột đến mức nổi giận. Giờ phút này, cuối cùng người phụ nữ mập mạp cũng thở hổn hển chạy tới, tức giận chỉ vào Dương Bách Xuyên phát run nói, cậu đúng là coi trời bằng vung mà, hôm nay cậu không được rời khỏi cửa hàng của tôi, nếu không tôi sẽ... Câm miệng ông đây đập cửa hàng của bà đã là nhẹ, không phải muốn bồi thường sao? Ông đây bồi thường là được, bây giờ bồi thường cho bà ngay. Dương Bách Xuyên nói xong, lấy cái túi đựng 50 vạn tiền mặt từ trong tay em gái kéo khóa xuống. Ngay lập tức bên trong túi lộ ra một màu đỏ rực tiền mặt. Người phụ nữ mập cứng đờ. Mấy nhân viên cửa hàng xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau. Người vây xem cũng sửng sốt, tất cả mọi người thật sự cũng không ngờ tới vậy mà Dương Bách Xuyên là người có tiền, tùy tiện xách theo một túi tiền mặt lớn. Xem ra ít nhất cũng phải mấy chục vạn chứ. Hai cô gái trẻ Dương San San và Lý Viện Viện ngay lúc này cũng không khóc nữa, ngơ ngác nhìn một bao tiền lớn trong tay anh trai, có hơi choáng váng. Dương Bách Xuyên nhìn người phụ nữ mập cười lạnh một tiếng, đưa tay từ bên trong lấy ra một bó tiền, đột nhiên ném tới trên người phụ nữ mập nói, mẹ nó, ông đây lập tức bồi thường cho bà. Tôi đập 36 chiếc điện thoại di động của bà, mỗi một chiếc tính cho bà là 6.000. Cộng thêm cả bồi thường tiền quầy tổng cộng cho bà 25 vạn, có đủ hay không? Dương Bách Xuyên lấy 25 vạn từ trong túi ra, ném ra trước người phụ nữ mập mạp. Vẻ mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, sau đó cũng hiểu được Dương Bách Xuyên không phải là một nhân vật nhỏ, hơn nữa chuyện của ngày hôm nay chắc chắn là có quỷ vì thế mà khi bà ta bị Dương Bách Xuyên ném một chồng tiền lên người ngay cả dám bà ta cũng không dám thả. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Không nói gì bị hành động của Dương Bách Xuyên làm cho kinh ngạc. Thở ra một hơi, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới người phụ nữ mập mạp kia, đi đến bên cạnh em gái nói, đi thôi, sau này anh trai sẽ không để cho em chịu thêm một chút ấm ức nào nữa.
Cả hai đứa Dương San San và Lý Viện Viện đang rất mông lung khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói thì hai người mới như tỉnh lại, nhìn một chồng tiền bên cạnh bà chủ mập mạp kia hai cô gái nhỏ đều rất đau lòng. Nhưng mà sau đó đã bị Dương Bách Xuyên dắt đi, cũng không nói gì. Khi đi ngang qua một khu vực điện thoại di động trong nước, Dương Bách Xuyên mỉm cười với nhân viên bán hàng, hãy cho tôi hai chiếc tốt nhất. Nói xong quay đầu lại nói với hai cô bé, sau này ủng hộ đồ sản xuất trong nước, hiệu suất cũng không kém bằng hãng trái cây đâu, trong tương lai điện thoại di động trong nước của Trung Quốc chúng ta chắc chắn sẽ là sản phẩm của các khách hàng quốc tế. Nhân viên cửa hàng điện thoại di động thương hiệu Hoa Nhi, nghe Dương Bách Xuyên nói, lập tức đồng ý, đúng đúng, tiên sinh nói không sai, bây giờ các quy trình sản xuất trong nước của nhà Hoa Nhi chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng không kém so với nước ngoài, hơn nữa có một số công nghệ có thể nói là đã vượt qua trình độ quốc tế. Tôi giảm giá 110% cho mọi người. Nhân viên cửa hàng cười nói chuyện giao hai chiếc điện thoại di động của hãng Hoa Nhi cho Dương Bách Xuyên. Sau khi trả tiền, Dương Bách Xuyên đưa cho em gái và Lý Viện Viện mỗi người một cái, quà tặng của anh trai. Lý Viện Viện cười hì hì, cảm ơn anh Xuyên. Cho đến bây giờ Dương San San vẫn còn rất kinh ngạc vì sao anh trai mình lại có nhiều tiền như vậy, ngược lại trong lòng rất lo lắng hỏi, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, anh chắc chắn đừng làm chuyện xấu gì đấy. Nghe được lời của em gái, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, yên tâm đi, anh trai em hiện tại rất biết kiếm tiền. Mỗi một đồng tiền đều rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không có làm chuyện gì xấu, cho dù có chuyện này thì anh cũng sẽ biết quay đầu lại, em còn không tin lời của anh trai em à. Nghe anh trai nói như vậy, trong lòng Dương San San cuối cùng cũng yên tâm, cô biết từ nhỏ đến lớn anh trai đều không có lừa gạt mình, trên mặt cũng đã nở ra một nụ cười tươi, tâm trạng xấu lúc trước cũng theo đó mà bay hết, ở trong lòng cô anh trai vĩnh viễn là người tốt nhất. Sau đó Dương Bách Xuyên dẫn theo hai người đi mua mấy bộ quần áo. Lại dẫn hai đứa đi ăn cơm còn rút từ ngân hàng lấy ra 30 vạn mới lái xe về nhà. Hai cô bé ngồi trên xe díu ầm ĩ lên, Dương San San hỏi anh, chiếc xe này của anh có giá bao nhiêu tiền? Dương Bách Xuyên cười thuận miệng nói, hình như là hơn 200 vạn. Ngay lập tức làm cho hai cô bé kêu lên. Anh, cái xe này cũng đắt quá đi. Dương Bách Xuyên cười nói, sau này chờ em khai giảng. Anh sẽ mua cho em một chiếc xe thể thao. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Dương Bách Xuyên đều tươi cười bởi vì trước ăn cơm em gái đã nói cô thi đậu vào Đại học Cố Đô, em ấy vậy mà thi vào cùng một trường học với anh, thật ra trong lòng anh biết rõ nguyên nhân em gái mình muốn vào trường này là có anh ở đấy. Điều đó cũng cho thấy cô bé học rất tốt và làm việc chăm chỉ. Ba người tán gẫu một hồi, bất thình lình đã đi vào thôn. Vì quay về lại nơi Dương Bách Xuyên sinh ra và lớn lên từ nhỏ nên tâm trạng của anh rất tốt, tuy rằng nơi này là thôn núi xa xôi, đi vào huyện thành cũng đều phải mất 2-3 giờ lái xe, nhưng có núi có nước, có tuổi thơ. Thôn Thượng Dương chỉ có vẻn vẹn không tới 30 hộ gia đình, hơn nữa cũng là một thôn núi bé có khung cảnh đẹp như tiên. Bốn mùa rõ ràng, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng cũng có thể tự cung tự cấp. Tuy người trong thôn ít, nhưng nếu mà xem lại lịch sử của thôn cũng không đơn giản, từ xưa đến nay đều lưu truyền đủ loại chuyện xưa, từ thần thoại cho đến các tướng quân tú tài ưu tú vân vân, xuất hiện không ít nhân vật. Trong xã hội cũ, thôn Thượng Dương vẫn là một điểm dừng chân cổ xưa ở Ba Thục, vị trí địa lý nơi này giáp gần với ba tỉnh gần cửa ngõ Ba Thục, thời xưa tơ lụa gấm vóc của Ba Thục khi được xuất khẩu ra ngoài và nhập vào khu vực phía tây của thôn Thượng Dương chính là điểm dừng chân đầu tiên. Toàn bộ ngôi làng vẫn giữ được hầu hết các tòa nhà gác mái bằng gỗ cổ xưa, được xây dựng bằng gạch bùn và gỗ, mặc dù trông rất cũ nhưng nhìn rất lịch sử. Trước khi giải phóng cả sân nhà của Dương Bách Xuyên thì nó chỉ là một tam đại viện, nghe bà nội nói tổ tiên của nhà anh vẫn là người bản địa, sau khi giải phóng đánh người bản địa, đại viện của nhà họ Dương chia làm ba phòng, phân cho ba hộ gia đình. Vì thế... Anh nghe nói vị địa chủ cuối cùng trong tổ tiên của nhà anh bị bệnh không dậy nổi, miệng còn nói mất gia nghiệp tổ tông, buồn bực mà chết. Đến bây giờ, ba ngôi nhà trong nhà của Dương Bách Xuyên đều là những ngôi nhà cũ được xây dựng trong thời kỳ dân quốc, đi vào thì thấy có vẻ rất lớn, nhưng mỗi lần bị khói lửa xông vào thì rất khó nhìn đường. Những gia đình giàu có trong làng đều đã dỡ bỏ những căn nhà cổ xưa như thế và thay thế bằng những căn nhà được xây dựng bằng gạch đỏ, còn có tầng lầu.
với một người đang nghiên cứu khoa lịch sử như Dương Bách Xuyên mà nói về việc phá hủy lịch sử kiến trúc thì rất đau lòng. Sau khi xuống xe, anh nhìn lại những ngôi nhà đã bị dỡ bỏ, cũng còn những căn nhà vẫn được giữ lại nét cổ xưa, nhìn ngôi làng được kết hợp giữa cũ và mới, đột nhiên trong lòng anh lại nghĩ ra một ý tưởng, anh nghĩ có nên đem toàn bộ kiến trúc còn tồn tại ký hợp đồng hay không? Thứ nhất là giữ lại kiến trúc cổ xưa ban đầu, thứ hai cũng có thể làm một số đầu tư không phải tốt hơn sao? Bây giờ có một số nghệ sĩ thích sự yên tĩnh của vùng nông thôn, vì thế một số nơi đã mở cửa du lịch, đặc biệt là để xây dựng làng nghệ thuật nông dân cổ xưa, mời các nghệ sĩ để tạo ra, thu nhập hàng năm cũng rất là khả quan. Mà bên trong thôn Thượng Dương vẫn mang đậm không khí tự nhiên của lịch sử, chỉ cần cải tạo và phục hồi lại một chút sẽ tạo nên một môi trường kiến trúc tuyệt đẹp, có thể mang lại lợi ích cho bà con, hơn nữa còn có thể bảo tồn kiến trúc cổ trong thôn. Ý tưởng càng nghĩ càng có khả năng. Nếu người trong thôn không thích ở trong căn nhà cũ nát, vậy anh sẽ cho bọn họ chọn thêm một mảnh đất nữa rồi xây nhà nhỏ cho thôn, đổi lại nhà cũ của bọn họ cải tạo thành làng nghệ thuật nông thôn. Làm những việc này đơn giản cần phải có tiền, hiện tại trên người anh lại không thiếu chút tiền này, nếu có thể làm, chuyện này cũng có thể giúp cho người trong thôn tạo ra thêm thu nhập thì sao lại không làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên dẫn em gái xuống xe về nhà. Dọc theo đường đi tới, chỉ cần gặp người khác đều được cười chào hỏi, nhóc Xuyên về rồi đấy à? Nhóc Xuyên đúng là có tiền đồ nha, ngay cả về quê cũng đã có xe đi rồi. Cả đường đi Dương Bách Xuyên cũng chào qua các bác trai bác gái, chú thím một tiếng, anh thích sự mộc mạc của người dân vùng quê. Lúc đến cửa nhà, từ xa anh đã nghe thấy được âm thanh bà nội đi ra cửa lớn, đứng từ đó đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên. Một tiếng này có chút run rẩy. Bà nội. Dương Bách Xuyên chạy nhanh tới ôm lấy bà nội. Được, cháu trai lớn của bà nội trở về là tốt rồi, đêm qua bà nội còn nói về con với San San. Bà lau nước mắt, vui vẻ nói chuyện. Nhìn đầu bà nội đầy tóc bạc, trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, cả đời này của bà nội mang theo anh em bọn họ thật sự không dễ dàng. Mọi chuyện từ trước đến nay đều dựa vào một mình bà chống đỡ. Lúc đỡ bà nội vào phòng, Dương Bách Xuyên đã cố ý dùng chân khí kiểm tra thân thể bà nội, phát hiện ra toàn thân bà chỗ nào cũng đều trở nên nghiêm trọng cùng với bệnh viêm thấp khớp chân ngày xưa, ánh mắt cũng đã mở đi theo năm. Nếu ông trời cho anh bản lĩnh tu chân thì việc đầu tiên anh làm cần phải giúp bà nội thọ 100 tuổi, cần phải điều dưỡng thân thể của bà cho khỏe mạnh để cho bà trường thọ 100 tuổi. Dương Bách Xuyên cũng không hy vọng sẽ có con để nuôi, hơn nữa bản thân anh cũng không muốn chuyện này phát sinh ra. Coi như là đang cướp lấy mạng từ tay trời, anh giữ lại bà nội ở lại bên người để có thể hầu hạ bà thật tốt thêm mấy chục năm, cả đời này của bà quá khổ. Nói chuyện với bà nội một chút, bà liền cười nói, cháu trai lớn Xuyên Nhi nghỉ ngơi thật tốt, bà nội sẽ đi làm mì Dương Xuân mà con thích ăn nhất. Nói xong nhìn sang Dương San San đang đứng ở một bên nói, con bé này đừng quấy rầy anh trai của con, lại đây đốt lửa giúp bà nội đi nấu cơm cho anh trai. Bà nội, bà thật thiên vị, cháu từ trường trở về một lần, bà cũng không làm đồ ăn ngon cho cháu làm, hừ. Ai bảo thân phận con gái của con, sớm muộn gì con cũng gả ra ngoài sẽ trở thành người nhà của người khác, cháu trai lớn của bà chính là thịt trong lòng bà nội. Bà nội cười nói chuyện kéo San San đi nấu cơm. Bà nội con sẽ không để ý đến bà nữa. Được rồi, em cũng là thịt trong lòng bà nội đấy, bà nội đang nói đùa thôi. Nhìn bóng dáng bà nội và em gái đang đấu mồm đi ra ngoài, trong lòng Dương Bách Xuyên không hiểu sao lại cảm thấy yên tĩnh, trong nháy mắt dường như nhìn thấy được cảnh giới đang tăng lên. Người tu chân không phải chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất mà còn phải giác ngộ được thiên đạo. Giờ phút này, cảm nhận được tâm trạng của mình chính là cảm ngộ được thiên đạo. Nhận rõ ràng được cảnh giới tu vi của mình tăng lên một phần, đương nhiên tu vi vẫn là luyện khí kỳ tầng 2, nhưng chỉ cần có đầy đủ linh khí thì anh tin rằng tu vi sẽ thuận lợi tăng lên tầng tiếp theo. Dương Bách Xuyên không có ngăn cản bà nội đi nấu cơm, bởi vì anh biết đây là tình yêu của người già đối với mình, chỉ cần ăn một chén mì bà tự tay nấu thì sẽ khiến cho bà an tâm hơn. Ở nông thôn, nhất là những người già có tín ngưỡng như cầu thần bái Phật. Bà nội Dương Bách Xuyên cũng sùng đạo như thế, trong mắt người trẻ thời nay là mê tín. Nhưng mà Dương Bách Xuyên không xem là như thế, anh cho rằng bà nội và những người đồng lứa cầu thần bái Phật không phải là mê tín, mà là một tín ngưỡng tốt đẹp.
bởi đây là một loại ký thác tinh thần, ví dụ như xin thần linh phù hộ anh và em gái thi đỗ đại học, phù hộ hai anh em khỏe mạnh. So với nói là mê tín thì nói bọn họ có hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn thì đúng hơn, bởi vì các bà cầu thần bái Phật đều mong có hoàn cảnh sống tốt. Cũng không phải là trong nhà có người bệnh thì xin thần Phật sẽ khỏi bệnh, ngược lại với việc uống thuốc, đi miếu bái thần cầu Phật chỉ vì ký thác tâm lý. Vậy nên Dương Bách Xuyên cho rằng đây là một tín ngưỡng tốt. Vậy nên sáng sớm ngày hôm sau, bà nội liên tục thúc giục anh đi dâng hương tạ thần ở miếu Cửu Thiên Nương Nương cách nhà 30 dặm. Bà nội nói bà từng xin Cửu Thiên Nương Nương phù hộ anh đến trường bình an, bây giờ anh trở về rồi thì nên đến thắp hương trong miếu. Có thể trong mắt người khác bà nội rất mê tín, quá ngây thơ, nhưng mà Dương Bách Xuyên lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp, bởi vì anh biết đây là một loại quan tâm khác bà dành cho anh. Hơn nữa miếu Cửu Thiên Nương Nương là tiên đạo, tọa lạc trên núi Hợp Long, có lịch sử đã lâu, người ta đồn rằng miếu được xây từ thời nhà Minh. Vì thế Dương Bách Xuyên cũng muốn đi xem, coi như giải sầu với bà nội. Trong lòng kính sợ thần linh, chỉ cần không mù quáng thì không có gì không tốt. Ngược lại ở một mức nhất định còn có thể có tác dụng an ủi tâm hồn, cũng là một loại ký thác tâm hồn khác. Rất nhiều người ở quê khi gặp bế tắc thì thường tìm thầy bói cho mình một quẻ, Dương Bách Xuyên thấy chuyện này còn không bằng đi chùa cổ cúi đầu bái thần Phật, có lẽ sau khi yên lòng lại, chuyện đang bế tắc bỗng nhiên được khai sáng, nghĩ thông được nhiều điều. Cũng có thể leo núi vận động, có thể xem văn minh chùa cổ, còn có thể ngắm cảnh núi, đúng là hiếm có. Ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên lập tức đưa bà và em gái đi miếu Cửu Thiên Nương Nương ở núi Hợp Long. Bởi vì chùa nằm sâu trong núi, chỉ có thể chạy xe khoảng 25 dặm, 5 dặm còn lại phải đi bộ. Mới đầu, bà nội còn nói, tâm phải thành kính, đi thôi. Dương Bách Xuyên cười khổ, bà nội à, 30 dặm đó, đi cũng hết ngày, chúng ta chết đói mất. Quả thật anh lo cho bà nội đi đứng không tốt, đã 70 tuổi rồi, đi đường dài sẽ kiệt sức mất. Vì đau lòng cho hai cháu nội nên bà mới đồng ý lái xe, còn 5 dặm ba người sẽ đi bộ. Một giờ sau, ba bà cháu cuối cùng cũng tới miếu Nương Nương. Ở đây có một ông đạo sĩ đang thanh tu, cũng làm một ít quẻ lý giải chuyện tình cho thôn dân quanh đây. Mọi người rất tôn kính ông đạo sĩ, mùng 1 và 15 đều dâng hương đưa một ít dầu vừng mè. Đi theo bà nội thành kính cúng bái Cửu Thiên Nương Nương xong, bà nội dặn dò dâng ít tiền cho miếu. Dương Bách Xuyên cầm khoảng 1 vạn tiền mặt, đâu là ký thác tinh thần của bà con, anh định quyên góp nhiều hơn một chút nên dâng hết 1 vạn còn lại trên người. Trực tiếp dâng công đức không thích hợp, dù sao cũng là miếu nhỏ ở nông thôn, đây là một số tiền lớn. Anh cảm thấy nên giao trực tiếp cho đạo sĩ chuyên việc hương khói hơn, dù sao trong chùa cũng hư hỏng nhiều thứ, tu sửa trong miếu cũng cần tiền. Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ đạo sĩ, trước đây đi theo bà nội anh cũng thường xuyên gặp. Ông ấy cũng sẽ cho bọn họ ít dưa và trái cây được cúng. Dặn dò bà nội và em gái một tiếng, Dương Bách Xuyên đi vào sân nhỏ cạnh chùa tìm đạo sĩ. Sau sân có một phòng đang tỏa khói, có lẽ đạo sĩ đang nấu cơm. Dương Bách Xuyên ở xa hô lên, đạo trưởng Mao có đây không? Ai vậy, vào đi, giọng nói lớn trong phòng vang lên. Dương Bách Xuyên vừa vào đã thấy có 30 cái bình trong phòng, khói mù mịt. Hương thảo dược nồng nàn tràn ngập căn phòng. Trong góc có một cái đường sắt, bên trên có một cái bình hình hồ lô cao, hương thảo dược phát ra từ đó. Có một ông cụ hơn 80 tuổi đang dùng quạt thổi lửa. Nghe thấy tiếng Dương Bách Xuyên vào, mới quay đầu lại nói, cư sĩ đến dâng hương cởi nút thắt ư. Có thể ông ấy không biết Dương Bách Xuyên đi học bên ngoài, lập tức cười nói, đạo trưởng Mao, cháu là nhóc Xuyên thôn Thượng Dương. Trước đây cháu và Thiết Đản có đến ăn trộm dưa và trái cây của ông còn nhớ không? À, tôi nhớ rồi, thì ra cháu là con khỉ nhỏ kia, còn có con thỏ nhỏ Thiết Đản kia nữa, trước đó còn trách mắng hai cháu bướng bỉnh như thế, bây giờ đã lớn vậy rồi. Đạo trưởng Mao cười ha hả đi tìm ghế cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghĩ tới trước đây bướng bỉnh như thế, không biết xấu hổ mà cười cười, thuận miệng hỏi, đạo trưởng Mao, ông ở đây? Ai ra, tuổi lớn rồi, gần đây đau eo đau chân, vào trong núi đào ít củ từ nấu thuốc cho mình thôi ha ha. Ông cụ than thở. Ông già rồi nên đi bệnh viện khám xe, lớn tuổi vậy rồi còn leo núi, nguy hiểm lắm. Dương Bách Xuyên ngồi xuống nói với ông,
nghĩ lại đạo sĩ này cũng đáng thương, nghe người già nói ông là đạo sĩ thay đổi giữa chừng. Lúc thanh niên có nhà có vợ, sau đó gặp chuyện lớn gì đó khiến ông mất vợ con, sau đó xuất gia đến miếu Cửu Thiên, ở 30 năm, từ đó về sau ở đó không đi nữa. Đừng lo, bệnh cũ mà thôi, bây giờ khám bệnh đắt lắm, cứ luôn dùng tiền của Hoa nương nương, trong lòng tôi không chịu được. Nghe lời đạo trưởng mau nói, Dương Bách Xuyên hiểu được, miếu Cửu Thiên tọa lạc trong núi sâu, khách hành hương chỉ có thể đến mùng 1 và 15, quyên tiền cũng không nhiều, dù sao dân quê cũng không có bao nhiêu tiền. Đạo trưởng ở đây không có tiền, ngay cả thuốc nấu cũng dùng cái bình như thế, hơi tiết kiệm. Dương Bách Xuyên lấy một xấp tiền ra, đặt trước mặt đạo sĩ, đạo trưởng, đây là một chút tấm lòng của cháu, ông cầm xuống núi khám bệnh đi, còn lại xem như tiền công đức của cháu. Đạo sĩ thấy xấp tiền thật dày Dương Bách Xuyên lấy ra, lập tức dừng tay, không được không được, mấy người trẻ tuổi các cháu kiếm tiền không dễ, ông già này sắp xuống mổ rồi, không cần số tiền kia. Đạo trưởng, ông đừng từ chối, bây giờ cháu không thiếu chút tiền này, coi như cháu kính thần linh đi. Ông là người đại diện thần linh cũng phải giữ gìn sức khỏe, còn phải dâng hương khói cho nương nương, cũng phải làm quẻ cho người trong thôn. Hơn nữa bà nội cháu nói mùng 1 và 15 bà đều đến, nếu ông mất thì bà ấy tìm ai giải quẻ đây. Dương Bách Xuyên thành khẩn khuyên giải, đạo sĩ cũng không từ chối nữa, lại nói, vô lượng thiên tôn, lão đạo cảm ơn. Vô lượng thiên tôn, cách chào trong đạo giáo, chúc người đối diện bình an tốt lành, trí tuệ khai khuất, sống lâu trường thọ. Đạo sẽ khách sáo một phen rồi nhận tiền của Dương Bách Xuyên, lúc này ông ấy lại cầm quạt đi thổi lửa, nhìn ông cụ đi khó khăn, Dương Bách Xuyên đi qua nói, đạo tưởng, để cháu giúp ông. Nhận quạt giúp ông ấy thổi bếp, nhìn qua thấy thuốc nấu chưa có động tĩnh gì, Dương Bách Xuyên không nhìn được nói, đạo trưởng, ông bớt chút thời gian xuống núi mua cái lò vi sóng, càng tiện nấu thuốc hơn, ông nhìn cái này xem, đây không phải đồ để nấu thuốc. Đạo sĩ ho khụ khụ nói, cái bình này là đồ cổ, lúc trước ở sau miếu, ta thấy có thể đựng nước nên rửa rồi làm cái nồi nấu nước. Có vẻ là cái lò đan, nhìn chất liệu giống đồng đen, dày quá, nấu nước hơi tốn sức. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Dương Bách Xuyên nghe hai tiếng lò đan kia, trong lòng lập tức để ý, trong đầu thầm gọi sư phụ muốn sư phụ nhìn xem đây có phải lò đan hay không. Anh cần luyện đan. Theo lời sư phụ nói phải có chân nguyên ly hỏa thì có thể luyện đan, chỉ còn thiếu lò đan. Lập tức, giọng sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh, vậy mà xuất hiện một lò đan tiên khí cũ, đồ nhi ngoan có vận cứt chó gì thế, lại có một lò đan tiên khí, giúp con luyện đan rất tốt. Không ngờ thế giới nhỏ của các con có thể có một tiên khí cổ, có vẻ văn minh nơi đây không đơn giản, sau này con nên để ý chút, làm không tốt thì thế giới các con ít đi một người tu chân lợi hại đấy. Nhưng mà lò đan này là thứ tốt, nhất định phải nắm chắc, thứ này trong thế giới tu chân cũng có thể làm nên một trận gió tanh mưa máu đấy. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng ngứa ngáy, không ngờ tiên khí có tồn tại, hơn nữa nghe giọng điệu sư phụ có thể thấy lò đan đạo sĩ lấy là bảo vật, thứ có thể được sư phụ khen không nhiều lắm. Nhân sâm 500 năm lần trước ông ấy không thèm để vào mắt, nay xuất hiện một lò đan đen thui lại được ông nói là bảo bối cấp tiên khí. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thấp thỏm nhìn đạo sĩ, muốn nói mình muốn mua thứ nấu thuốc này, trong lòng mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, chỉ sợ ông cụ không đồng ý. Không ngờ rằng đạo sĩ trừng mắt nói, một cái nồi nấu nước mà thôi, không thể bẩn thì lấy đi, dù sao nấu nước cũng mệt. Chỉ một câu nói dễ dàng, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, không ngờ lần này lên núi bái thần có thể lấy được lò đan tiên khí cổ. Dương Bách Xuyên cầm lò đan ra khỏi phòng đạo sĩ như cầm bảo bối. Trước khi đi, đạo sĩ còn cảm ơn tiền của anh và nói với Dương Bách Xuyên, ông không có gì để tặng cho cháu, nhìn kỹ cháu một chút, tướng mạo của cháu giống như đằng long, nhưng mà ánh tím giữa mi tâm hơi tối màu, sắp tới cẩn thận đổ máu. Đạo sĩ nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, sau khi nói xong còn lấy một thứ ra, là một cái ngọc bội, cười nói, còn đây là ngọc bội bình an sư phụ tặng cho ta. Hôm nay tặng lại cho cháu, hy vọng cháu có thể hóa giải vận nguy, coi như ông già đây cảm ơn cháu chuyện tiền nong, đừng từ chối. Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ, bản thân lấy được cái lò đan tiên khí từ ông cụ đã khiến lòng anh hơi áy náy, bây giờ đạo sĩ lại đưa cho anh ngọc bội bình an, mặc dù anh không quan tâm vận nguy gì đó mà đạo sĩ nói.
Chuyện liên quan tới lò đan tiên khí không thể nói với đạo sĩ, nhưng mà cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng không thể từ chối ngọc bội bình an của đạo sĩ, trong lòng rất áy náy. Anh để lại chút chân khí trong cơ thể đạo sĩ xem như báo đáp. Dương Bách Xuyên tin rằng có chút chân khí ở đó, cơ thể đạo sĩ sẽ có khả năng thay đổi. Sau khi từ biệt đạo sĩ xong, Dương Bách Xuyên cất lò đan vào trong bình càn khôn, lúc này mới đi tới sân trước, xuống núi với bà nội và em gái. Về nhà, Dương Bách Xuyên lập tức nhốt mình trong phòng, gọi sư phụ ra hỏi chuyện lò đan. Sau khi càn khôn trên cánh tay đột nhiên nóng lên, giọng nói Vân Thiên Tà vang lên, khi luyện đan, đầu tiên con phải lấy máu luyện hóa lò đan, sau đó dùng chân nguyên ly hỏa luyện, chờ khi lò đan sinh ra cảm ứng với con thì có thể luyện đan. Dương Bách Xuyên gật đầu, làm theo lời sư phụ nói, anh cắt tay nhỏ một giọt máu vào trong lò đan, sau đó lẩm nhẩm, hai tay dùng chân khí, chân nguyên ly hỏa bỗng xuất hiện trên tay, sờ vào lò đan và bắt đầu luyện hóa. Phương pháp lấy máu tế luyện là cách người tu chân thường dùng để luyện hóa pháp bảo. Sư phụ có nói mặc dù lò đan này là tiên khí, nhưng cũng chỉ có thể dùng để luyện đan, điều này khiến anh hơi thất vọng. Nhưng mà dù sao cũng phải nói rất vui. Bởi vì sau khi anh luyện hóa lò đan xong có thể luyện chế ra đan dược chân chính mà không cần phải dùng chảo sắt luyện đan dược giả. Đối với người luyện đan mà nói, có được lò đan tốt nhất là điều quan trọng. Mặc dù Dương Bách Xuyên không phải là người luyện đan, nhưng mà có một sư phụ châu bò thì luyện chế chút đan dược vẫn được. Ở trái đất, cho dù là đan dược cấp thấp cũng có giá trị như tiên đan. Anh tiện tay luyện chế đan chú nhan giả mà đã có thể đem đến lợi nhuận rất lớn. Khó tưởng tượng được nếu luyện chế ra đan chú nhan chân chính thì sẽ có công hiệu, có thể bán được bao nhiêu tiền chưa? Nghĩ lại khiến Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Chân nguyên ly hỏa trong tay anh không ngừng làm nóng lò đan, giọt máu kia từ từ phát sinh thay đổi, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sau đó chỉ trong chốc lát đã thấm vào trong lò đan. Sau đó trong mắt Dương Bách Xuyên xảy ra một chuyện rất thần kỳ, chỉ cảm thấy trong tay hơi chấn động, là lò đan rung động. Trong đầu cũng vang lên một chấn động mạnh. Sau đó anh cảm nhận được lò đan sinh ra sự liên kết với anh, đây là thứ cảm ứng rất kỳ lạ, không thể nói rõ được. Trong nháy mắt, tình hình bên trong lò đan hiện lên trong đầu anh. Hơn nữa trong đầu còn đau đớn vô cùng, tin tức về lò đan xuất hiện trong đầu anh. Lò đan thái thượng, tế luyện vạn vật, tạo hóa đoạt thiên, vĩnh sinh đan đạo. Đây là thông tin lò đan truyền cho anh. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới biết tên lò đan là lò đan thái thượng, hơn nữa rất khí phách, được xưng là có thể tế luyện vạn vật, tạo hóa đoạt thiên, vĩnh sinh đan đạo ư. Chẳng phải có thể thuận lợi luyện đan ư. Mặc kệ đúng hay không, dù sao Dương Bách Xuyên biết được anh đã có được bảo bối. Bỗng một khắc, nghe được tiếng răng rắc truyền đến từ trong lò đan, hình như đang nứt ra. Anh khiếp sợ, tưởng lò đan xảy ra chuyện gì. Không phải nứt chứ. Chỉ thấy một lớp bùn đất màu đen rơi xuống dưới lò đan. Dương Bách Xuyên thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, chỉ rơi ra lớp dơ bẩn, không phải là bị nứt. Sau khi lớp bẩn thỉu bên ngoài lò đan rơi ra, lò đan phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn qua hơi lạ kỳ. Nhất là bên ngoài lò đan xuất hiện đường hoa văn có vẻ như là văn tự xa xưa nào đó, càng làm tăng cảm giác thần bí của lò đan. Thay đổi trong nháy mắt, từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Phút trước còn là lò đan dơ bẩn bị đạo sĩ làm nồi nấu nước thuốc, giờ đã có ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp phòng anh. Dương Bách Xuyên lập tức cầm lấy nhìn lò đan thái thượng sáng chói trước mắt, mắt sáng lên. Lúc này anh cảm nhận được rõ mối liên hệ với lò đan thái thượng hơn, trong lò đan cũng có đầy ký hiệu, giống như trận pháp xa xưa nào đó, dù sao anh cũng có thể nhìn rõ hết. Cũng hiểu vì sao tiên khí rất tốt, lúc tế luyện có thể nhìn rõ hết tất thảy trong lò đan, cũng có thể nắm chắc lửa luyện hóa linh dược, vậy thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Mặt khác Dương Bách Xuyên còn phát hiện được một chuyện quan trọng khác, hình như lúc dùng chân nguyên ly hỏa, lò đan hình như tự hấp thụ linh khí thiên địa. Đây quả thực là một công năng nghịch thiên, lò đan có thể tự động linh khí thiên địa chắc chắn phẩm chất đan dược sẽ tăng lên, tăng sức sống của đan dược hơn, đúng là công năng khó có được. Bây giờ nhìn hoa văn bên trong lò đan, Dương Bách Xuyên hơi hiểu được, có lẽ hoa văn đó là ký hiệu trận pháp hấp thụ linh khí thiên địa. Bảo sao sư phụ nói đây là bảo bối tiên khí,
chỉ một tác dụng thôi cũng đủ để nhận hai chữ tiên khí. Sau khi bình ổn lại tâm trạng kích động, Dương Bách Xuyên nghĩ tới chuyện đầu tiên là luyện đan. Có lò đan cấp bậc tiên khí mà không luyện đan thì trong lòng anh ngứa ngáy. Tiếp theo anh muốn điều chế một loại đan dược tăng sức sống cơ thể, chuyên điều dưỡng cơ thể cho bà nội. Anh cũng từng muốn dùng chân khí điều trị cơ thể cho bà nội, có điều, chân khí thì tốt nhưng không phải không có nguy hiểm. Tinh hoa mạnh mẽ rất nồng đậm, đó là tinh hoa thiên địa sau khi luyện hóa, trong đó có năng lượng khổng lồ. Bà nội đã lớn tuổi rồi, kinh mạch và các cơ năng trên cơ thể thay đổi, tiếp nhận chân khí khá nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đan dược là thích hợp nhất. Sư phụ nhét hàng trăm phương thuốc dân gian vào đầu anh, đều là phương thuốc dân gian cơ bản. Sau khi tìm tòi một lúc, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm được một phương thuốc dân gian tên là đan tạo hóa sinh cơ. Linh dược chủ yếu là nhân sâm, đúng lúc anh có nhân sâm 500 tuổi đang ở đó, vẫn còn một nửa, xem như cũng đủ công dụng. Mà một ít dược liệu phụ khác, không gian càn khôn của anh vẫn có, là vì mua để điều chế đan chú nhan nên anh đã đi chợ dược liệu vài lần, thứ gì tốt nhất cũng mua một ít. Dựa vào dược liệu của đan tạo hóa sinh cơ, Dương Bách Xuyên tìm trong không gian càn khôn. Ngoài linh dược có cấp bậc như nhân sâm ra, những dược liệu phụ khác chỉ là dược liệu bình thường, luyện chế đan tạo hóa sinh cơ có thể kém hiệu quả đi một chút, nhưng mà Dương Bách Xuyên cho rằng chủ yếu cho bà nội dùng điều dưỡng cơ thể, chỉ một chút bệnh cũ trên người bà là đủ rồi. Bởi vì đan tạo hóa sinh cơ là đan dược dựa theo thể chất người tu chân, để người thường dùng dựa theo nhu cầu tiêu chuẩn dược liệu đạt được thì chưa chắc đã chịu được. Sau khi chuẩn bị xong, hai tay anh nổi lên chân nguyên ly hỏa, bắt đầu luyện đan. Bỏ gốc cây chu vào lò đan, nhanh chóng bị luyện hóa ra tinh hoa nước thuốc chân chính, tốc độ tinh luyện dược liệu của lò đan thái thượng nhanh hơn tưởng tượng Dương Bách Xuyên nhiều. Mấy chục dược liệu chỉ luyện hóa nửa giờ đã xong, hơn nữa không có gốc cây nào là luyện hóa không được, hoàn toàn có thể đắc ý vì anh sở hữu chân nguyên ly hỏa, có thể điều chỉnh hỏa lực lớn hay nhỏ. Một nguyên nhân khác là vì tính đặc thù của lò đan thái thượng, Dương Bách Xuyên có liên hệ mật thiết với lò đan, có thể xem biến đổi trong lò đan bất cứ lúc nào. Hơn nữa lò đan có thể tự động hấp thụ linh khí trong thiên địa và linh khí nằm trong linh dược, thêm điều kiện này nên xác suất thành công của anh rất cao. Sau khi Dương Bách Xuyên để gốc cây cuối cùng vào luyện hóa xong, dựa theo thủ quyết thu đan trong đầu, lập tức đánh ra 9 đạo thủ quyến thu đan liên tục. Đánh lần cuối xong, anh quát lên, đan thành, trong lò đan phát lên tiếng động lớn. Lập tức trong lò đan tỏa ra mùi thơm ngát say lòng người. Thành công rồi, Dương Bách Xuyên mừng rỡ reo lên. Mở lò đan ra, chỉ thấy dưới đáy lò đan ra có 9 viên đan dược màu trắng ngà, mỗi viên lớn như ngón út, tỏa sáng. Dương Bách Xuyên lấy 9 viên đan tạo hóa sinh cơ trong lò luyện đan ra. Anh có thể cảm nhận được sinh cơ và linh lực mạnh mẽ trong đan dược một cách rõ ràng, cõi lòng cũng trở nên kích động. Đây mới là đan dược chân chính. Dương Bách Xuyên cảm thán. Anh cất 8 viên đi, để lại 1 viên chuẩn bị thử hiệu quả của đan dược. Dù sao cũng là bà nội dùng, anh phải đích thân thử nghiệm mới yên tâm. Sau khi anh uống 1 viên đan tạo hóa sinh cơ, trong cơ thể lập tức tràn đầy sức mạnh sinh cơ và linh khí tinh khiết. Sức mạnh sinh cơ lan tràn đến kinh mạch khắp toàn thân. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ những nơi luồng sức mạnh này đi qua. Mỗi tấc trên cơ thể giống như đất hạn được mưa xuân tưới nước, tỏa ra sinh cơ tràn trề, mỗi vị trí trên cơ thể đều được gột rửa một lần. Cộng thêm linh khí chữa trị, máu thịt sơ cứng trong cơ thể được tái tạo lại. Đương nhiên là với thể chất hiện tại của anh, những cái này chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng lại rất có ích với cơ thể bà nội. Một viên đan tạo hóa sinh cơ nhỏ xíu chứa quá nhiều sức mạnh sinh cơ và linh khí. Dương Bách Xuyên buộc phải vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết để tiêu hóa hai luồng sức mạnh này. Sau một vòng vận chuyển, trên da anh xuất hiện một lớp chất nhờn dơ bẩn. Anh biết cơ thể vừa được sức mạnh của đan dược tôi luyện giờ đây lại lên một đẳng cấp. Tu vi luyện khí kỳ tầng 2 đã tăng vọt, hiện tại tương đương với tu vi luyện khí kỳ tầng 2 trung kỳ. Một viên đan tạo hóa sinh cơ giúp cả trong lẫn ngoài cơ thể anh được nâng cao một bậc. Điều này cho thấy giá trị của đan dược chân chính. Dương Bách Xuyên đích thân thử nghiệm công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ, anh cảm thấy đưa cho bà nội uống thì một viên đan dược cần chia làm 3 lần, nếu không cơ thể bà sẽ không chịu đựng được nguồn năng lượng sinh cơ và linh khí mạnh mẽ.
Anh tin rằng chỉ cần bà uống đủ một viên đan tạo hóa sinh cơ thì chắc chắn có thể cải thiện bệnh cũ trên người bà, giúp cho xương cốt bà trẻ ra 5-6 tuổi cũng được luôn. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ. Anh đứng dậy hít mũi ngửi, lập tức cười khổ. Hậu quả của mỗi lần tôi luyện cơ thể là trong người tiết ra một lớp chất thải có mùi chua loét, đến chính anh cũng phải bịt mũi. Anh ra khỏi phòng định tìm chỗ tắm rửa, kỳ sạch lớp khét trên người. Dương Bách Xuyên vừa ra khỏi phòng thì cô em gái đang ngồi bên ngoài hái rau ngửi thấy mùi trên người anh, tức thì ghét bỏ ra mặt, eo ôi, anh rơi xuống bồn cầu hay ị ra quần mà người thối quá vậy. Dương San San bịt mũi với vẻ mặt ghét bỏ. Nghe em gái nói vậy, Dương Bách Xuyên suýt ngã nhào. Anh lúng túng nói, khụ khụ, không phải, anh ra sông tắm đây. Nói xong anh chạy vèo ra sân như một làn khói. Về sớm ăn cơm nha. Sau lưng vang lên giọng nói xen lẫn tiếng cười của em gái. Biết rồi. Chấm chấm chấm. Thôn Thượng Dương nằm sâu trong núi, không bao giờ thiếu nước. Dương Bách Xuyên biết một khe núi cách thôn một dặm về phía bắc, suối từ trên đỉnh núi ở hai bên đều đổ xuống một khúc cong ở khe núi, tạo thành hồ nước rất sâu. Hồi nhỏ anh và Lưu Tích Kỳ thường đến đó tắm, kỹ năng bơi của anh cũng là tập luyện ở hồ nước kia. Thời tiết tháng 7 đang độ nóng nực, thực tế có rất ít trẻ con trong thôn đến đó bơi. Suối trong veo mát lạnh, vị trí kín đáo, là một chỗ tắm lý tưởng. Người già trong thôn đồn rằng hồ nước kia sâu không thấy đáy, thông ra Đông Hải, là mạch nước nối liền với Long Cung ở Đông Hải. Khu vực thôn Thượng Dương là giao điểm của ba tỉnh, phía đông nối liền với cuối dãy núi Tần Lĩnh, phía tây là đuôi dãy núi Côn Luân. Ở mỗi dãy núi đều có chùa miếu đạo quán. Mặc dù bây giờ không còn nhưng nghe nói trước đây có. Cùng với rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Hôm nay Dương Bách Xuyên đến hồ nước trong khe núi. Nó có hai tên, một là hồ Đông Hải, hai là hồ Tiên Nữ. Các cụ kể rằng từng có tiên nữ hạ phàm tắm ở hồ nước này nên nó được đặt tên như vậy. Nói chung là hồ nước này rất thần kỳ, mùa hè nước mát lạnh, mùa đông nước ấm như suối nước nóng, không hề đóng băng, là một phòng tắm thiên nhiên. Ở đó chưa từng có vụ chết đuối nào, người toàn thôn đều nói hồ nước có linh bởi vì đó là nơi tiên nữ từng tắm. Dương Bách Xuyên đi hơn 10 phút đã đến nơi. Anh đứng trên bờ nhìn nước suối xanh biếc, không nhịn được cười khẽ vì nhớ đến cảnh hồi nhỏ anh và Lưu Thích Kỳ cùng một đám bạn cởi sạch quần áo so ai tè xa hơn. Thoáng cái thời ấu thơ đã một đi không trở lại. Đứng ở nơi quen thuộc nhớ về chuyện lý thú hồi bé thơ cũng rất thú vị. Hồ nước không lớn không nhỏ, đường kính hơn 20 mét, cũng đủ để bơi trong đó. Mặt trời sắp xuống núi, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng sẽ không có ai đến đây nên cởi sạch trơn rồi lao tõm xuống nước. Nước suối mát lạnh cực kỳ dễ chịu. Sau khi kỳ sạch ghét bẩn trên người, Dương Bách Xuyên bơi vài vòng trong hồ. Bỗng dưng anh cảm thấy chân trơn trượt, hình như là thứ gì đó sượt qua mờ u bàn chân. Anh cúi đầu nhìn. Thì ra là một con cá vàng to bằng cánh tay. Anh chợt nảy một ý, lập tức ngụp vào hồ định lặn xuống đáy bắt con cá vàng này. Chắc là do chất lượng nước tốt nên ở đây sinh ra một loài cá toàn thân vàng lấp lánh trông rất đẹp, mà điều quan trọng là thịt cá vàng rất dai rất ngon. Có một truyền thuyết liên quan đến loài cá vàng này. Người già kể rằng năm xưa liên minh 8 nước tấn công Tử Cấm Thành, Từ Khê chạy trốn tới huyện Cổ. Lúc đó huyện lệnh huyện Cổ muốn lấy lòng Từ Khê, bèn sai người đến thôn Thượng Dương bắt cá vàng cho Từ Khê thưởng thức. Nghe nói Từ Khê ăn xong thì hết lời khen ngợi loài cá này là trời cao ban ơn, không phải vật phàm, đồng thời ban cho cái tên cá rồng. Nghe nói nhờ cá rồng mà vị huyện lệnh kia thăng quan 3 cấp, từ đó cá rồng nổi tiếng khắp huyện Cổ. Nhưng tiếc là theo thời gian qua đi, loài cá rồng này càng ngày càng ít. Hồi nhỏ đám Dương Bách Xuyên thỉnh thoảng còn bắt được 1-2 con. Mấy năm gần đây muốn ăn cũng chỉ có thể thèm thuồng. Không ngờ hôm nay anh lại gặp một con to như vậy, không thể bỏ lỡ được. Giờ anh đã là người tu chân, tốc độ di chuyển trong nước không chậm chút nào, hơn nữa anh nín thở 1-2 tiếng cũng không thành vấn đề. Anh lặn vào trong nước, chăm chú nhìn con cá rồng đang bơi. Đáy hồ xanh ngắt một màu, chẳng biết có sâu không nhưng Dương Bách Xuyên tài cao gan lớn nên không sợ. Thậm chí anh còn muốn xem rốt cuộc hồ tiên nữ sâu bao nhiêu, có phải nó thông đến cửa vào Đông Hải hay không? Đương nhiên anh chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ làm gì có thật.
Đông Hải ở phía Nam, quê anh ở Đông Bắc, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, lời đồn chỉ là cổ tích mà thôi, đương nhiên anh sẽ không tưởng thật. Anh không biết đáy hồ có thông đến cửa vào Đông Hải hay không, nhưng anh tin rằng có cá rồng. Bởi vì hồ nước sâu là nơi cá rồng ẩn náu, người bình thường không dám lặn xuống quá sâu, cũng không có bản lĩnh lặn xuống đáy. Nhưng Dương Bách Xuyên dám, và cũng có bản lĩnh lặn xuống đáy, bởi vì anh là người tu chân. Dường như con cá vàng lấp lánh phát hiện ra mình bị đuổi theo nên lập tức trốn xuống đáy hồ, để lại một vệt vàng dưới đáy hồ xanh biếc, tốc độ cực nhanh. Dương Bách Xuyên không dốc hết sức bắt kịp mà theo sau nó cách 2 mét. Mỗi lần anh sắp đuổi kịp, con cá rồng đều vẫy đuôi bỏ xa anh một đoạn, sau đó bơi chậm lại. Dương Bách Xuyên tức giận, thầm mắng con cá này thành tinh hay sao mà còn trêu anh mày, hôm nay anh mày nhất định phải bắt được mày mang về Ninh. Anh huy động chân khí trong cơ thể, sau đó đột ngột tăng tốc, thoát cái đã đến gần cá rồng, chỉ cách 1 mét nữa là bắt được nó. Mà lúc này Dương Bách Xuyên không phát hiện ra bất chi bất giác anh đã đuổi theo con cá rồng lặn xuống mấy chục mét. Nếu không phải thân thể và thị lực đều hơn xa người thường nhờ tu chân, thì bây giờ anh chẳng nhìn thấy gì dưới đáy hồ. May là ở dưới đáy hồ thị lực của anh không bị ảnh hưởng, anh vẫn nhìn thấy con cá rồng đằng trước. Đột nhiên Dương Bách Xuyên bật tới bắt lấy con cá rồng, tóm chặt trong tay. Đùa à, anh đường đường là người tu chân, nếu như đến một con cá cũng không bắt được thì tìm miếng đậu phụ đập đầu tự tử cho rồi. Cá rồng ra sức giãy giụa trong tay anh, sức lực rất lớn, cuối cùng bị Dương Bách Xuyên dùng chân khí đánh ngất. Anh rất vui vì bắt được một con cá to, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác mình đã đến đáy, xuống thêm 3 mét nữa đáy hồ. Trong tầm mắt, anh nhìn thấy một số loài rong không biết tên mọc trên đá ngầm, toàn thân màu trắng bạc và tỏa sáng lấp lánh, trông rất thần kỳ. Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ có mấy con cá rồng bơi giữa các tảng đá ngầm. Thấy vậy Dương Bách Xuyên vô cùng kích động, không ngờ dưới đáy hồ lại có nhiều cá rồng như vậy, lòng thầm nghĩ lần này có lộc ăn rồi. Nhưng lúc anh chuẩn bị bơi xuống thì khóe mắt giật điên cuồng, toàn thân cứng đờ. Bởi vì anh trông thấy cách đó không xa có một bộ xương khổng lồ. Nhìn hình thể thì không giống xương người. Nhìn thấy bộ xương dưới đáy hồ sâu rất đáng sợ đó. Sau thoảng chốc kinh hãi, Dương Bách Xuyên bỗng cảm nhận được một đợt sóng linh lực mạnh mẽ từ bộ xương truyền đến. Điều này rất có sức hấp dẫn với người tu chân như anh. Trong truyền thừa mà sư phụ truyền lại cho anh từng giới thiệu về một số chuyện liên quan đến phương diện này. Thứ có sóng linh lực mạnh thường tượng trưng cho sự xuất hiện của bảo vật. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ xương, Dương Bách Xuyên chẳng sợ nên dứt khoát qua đó xem thử. Khi đến gần anh mới dần phát hiện ra bộ xương này dài khoảng 9 mét, cao gần 1 mét, nhìn từ xa trông giống khung xương của loài rắn. Không biết nó đã nằm dưới đáy hồ này bao lâu mà chỉ còn lại mỗi bộ xương. Khi Dương Bách Xuyên đến trước bộ xương, đột nhiên anh nhìn thấy một thanh kiếm cổ ở cắm vào đầu của bộ xương. Đó là một thanh kiếm cổ loang lổ vết han gì, toàn thân phủ kín rêu xanh, chẳng có gì bắt mắt. Thoạt nhìn giống như nó từ trên trời rơi xuống đâm xuyên qua đầu của bộ xương, gây nên vết thương chí mạng. Đúng lúc này, hình vẽ bình càn khôn trên cánh tay trái anh bỗng nóng lên. Sau đó, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, thằng nhóc thúi, con sông vào đâu mà có yêu khí mạnh như vậy. Vân Thiên Tà nói đến đây chợt thốt lên khe khẽ ồ. Đây là xương rồng. Không đúng, không giống hơi thở của chân long. Con đến gần hơn một chút để vi sư xem kỹ. Vân Thiên Tà bổ sung thêm một câu. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ thốt ra hai chữ xương rồng, trái tim bỗng đập mạnh. Truyền thuyết về rồng trên đất Trung Quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Trung Hoa, ai ai cũng biết. Rồng còn là totem của Trung Quốc, người dân Trung Quốc cũng tự nhận là truyền nhân của rồng. Nghe sư phụ nói xong. Dương Bách Xuyên vội vàng tiến lên vài bước đứng cách bộ xương 1 mét. Lúc này, anh cảm thấy sóng linh lực vốn đã mạnh giờ còn mạnh hơn. Một lúc sau, giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên lần nữa, quả nhiên là thế. Đây không phải chân long, nhưng cũng không khác lắm, là giao long. Giao long, lão già à, giao long cũng là rồng mà. Dương Bách Xuyên thắc mắc. Giao long và chân long đều thuộc loài rồng, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Ở tu chân giới, rồng chân chính cũng hiếm gặp, nghe nói ở tiên giới, long tộc vô cùng thần bí và hùng mạnh.
vi sư cũng chỉ từng gặp hậu duệ nào đó của Long tộc có một lần. Không nói đến chuyện này nữa, bây giờ con vẫn chưa được tiếp xúc với nó. Có thể nói con giao long phía trước rất gần với chân long. Giao long hóa thành chân long cần trải qua 9 kiếp nạn, thật sự không dễ dàng, những gian nan trong đó chẳng kém gì tản tiên như vi sư độ kiếp. Thoạt nhìn con giao long này đã trải qua 8 kiếp nạn, thêm một kiếp nạn nữa là sẽ thành chân long, mà còn là tộc kim long có huyết mạch cao quý trong long tộc. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như nó bị sát hại. Giọng Vân Thiên Tà có phần tiếc nuối. Dương Bách Xuyên không nhìn được hỏi, sư phụ, ý người là con giao long 8 lần kiếp nạn trước mặt rất mạnh phải không? Phải, giao long trải qua 8 kiếp nạn còn mạnh hơn rồng chân chính kim long 5 móng một chút. Có thể nói giao long 8 lần kiếp nạn là sự tồn tại vô địch, không biết ai có thể sát hại loài này. Đồ nhi, xem ra thế giới này không đơn giản, về sau con làm việc khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Trạng thái hiện tại của vi sư cũng có thể hù dọa người khác, nhưng nếu thật sự chạm mặt kẻ có thể giết rồng thì trước mắt ta không thể chống đỡ được. Từ hiện trường có thể thấy con giao long này chết khoảng mấy vạn năm trước, thậm chí lâu hơn. Thật sự là vi sư không thể hiểu nổi, hiện nay nền văn minh tu chân ở thế giới này gần như phai nhạt, đến truyền thừa của thuật tu luyện dẫn thể cũng dở tệ. Nhưng bộ xương giao long ở nơi này và lò luyện đan cổ tiên khí con lấy được đã đủ để chứng minh rất lâu về trước chắc hẳn nền văn minh tu chân ở thế giới này vô cùng hùng mạnh, vậy mà tại sao đến bây giờ lại thiếu hụt tơi tả như thế? Đúng là một tiểu thế giới kỳ lạ, tóm lại là con làm gì cũng phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là chuyện xấu đối với con, có khi là cơ duyên tốt cũng không chừng. Giọng nói xa xôi của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hỏi, lão già, ý của người là? Ha ha, hiện nay tiểu thế giới này chỉ có một số người tu luyện thuật dẫn thể nhưng không được gọi là người tu chân, mà con là người tu chân duy nhất. Bây giờ phát hiện thấy một di tích văn minh tu chân hùng mạnh, như vậy nói lên điều gì? Nói lên tiểu thế giới này vẫn còn rất nhiều di tích văn minh tu chân đang chờ con khám phá. Đối với con mà nói, đây chính là tài nguyên tu luyện vô tận đó, ha ha ha. Vân Thiên Tà nói xong liền cười ha ha ha, mãi lâu sau mới nói tiếp, giống như bây giờ nè, con phát hiện ra nơi chôn rồng, đây chính là một kho tài nguyên tu chân tự nhiên rất phong phú đó. Chưa kể bộ xương giao long này có thể dùng vào việc luyện khí, bày trận. Chỉ tính linh dược long huyết quanh đây cũng là vật báu vô giá đối với con rồi. Cho dù là ở tu chân giới, long huyết cũng là linh dược hiếm. Tính thời gian thì linh dược long huyết này ít nhất cũng phải hơn 1000 năm rồi. 5000 năm cũng có. Linh dược long huyết, lão già, ý người là mấy cây rong màu bạc này á? Dương Bách Xuyên nhìn đám rong dài 5-6 cm, có màu bạc pha đỏ phớt, mọc xung quanh bộ xương rồng. Đúng vậy, con đừng xem thường đám rong này, à không, là linh dược long huyết mới đúng. Linh dược cấp bậc này chỉ mọc ở nơi có máu rồng, hơn nữa thời gian ủ mầm cần ít nhất mấy nghìn năm, sau mấy nghìn năm mới mọc thành cây thuốc. Mỗi 1 cm tương đương với 1000 năm. Con nhìn linh dược long huyết xung quanh mà xem, cây cao nhất dài 5 cm chứng tỏ nó đã mọc 5-6000 năm rồi. Vì thế linh dược này rất hiếm, rất khó sinh trưởng. Suy cho cùng, ai lại đi giết rồng để trồng linh dược long huyết đúng không? Linh dược long huyết còn một cái tên khác là cỏ bách biến thần long, có tác dụng cầm giữ linh khí của máu rồng, là dược liệu chính trong đan dược. Thậm chí nó có thể thay thế cho hàng trăm loại linh dược. Ví dụ như con muốn luyện chế đan dược nào đó nhưng lại thiếu một số loại linh dược, lúc này chỉ cần có một cây linh dược long huyết là có thể thay thế. Linh dược long huyết là linh dược luyện đan sư thích nhất, có thể nói là tha thiết mơ ước. Mặc dù linh dược long huyết ở đây không phải nuôi bằng máu thịt của chân long chân chính, nhưng máu thịt của giao long bát kiếp cũng có tác dụng không kém chân long. Thế nên thằng nhãi con lại gặp may rồi. Có những linh thảo long huyết này cũng đủ để con luyện chế một số loại đan dược cấp thấp, chống đỡ cho con tu luyện đến trúc cơ kỳ. Đương nhiên con vẫn phải cố gắng tự cảm ngộ, không phải chỉ cần đan dược là có thể tăng cấp cảnh giới. Còn nữa, mau cất bộ xương rồng này đi, giữ lại để sau này luyện khí và bày trận pháp, đây là nguyên liệu tốt rất hiếm đó. Vân Thiên Tà cười nhẹ. Dương Bách Xuyên không mấy quan tâm tới xương rồng, trái lại anh coi trọng linh dược long huyết hơn. Anh lập tức cẩn thận đào từng cây linh dược long huyết xung quanh bộ xương rồng. Hơn 10 phút sau anh đã đào xong,
chỉ tiếc là đào được tổng cộng 36 cây linh thảo long huyết, trong đó có 3 cây cực phẩm dài 6 cm, 6 cây dài 5 cm, 12 cây dài 3 cm và 6 cây dài 2 cm, mỗi 1 cm tượng trưng cho 1.000 năm sinh trưởng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm chê tí, một con dao long to như thế mà nuôi được mỗi 36 cây. Vân Thiên Tà nghe thấy, mắng luôn, thằng nhóc thúi này, con phải biết đủ chứ. Nếu ở tu chân giới, giới luyện đan sư sẽ vì một gốc cây này mà nổi lên gió tanh mưa máu đó. 36 cây không hề ít chút nào. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cười hình hịch, con nói bừa thôi, hì hì. May mà không gian trong bình càn khôn của anh có bùn đất có thể trồng được những linh dược này. Anh trồng toàn bộ 36 cây linh dược long huyết trong không gian bình càn khôn. Tiếp đó, anh chuẩn bị thu bộ xương giao long vào bình càn khôn. Anh thầm đọc trong lòng, thu vào. Dầm. Sau đó Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn bộ xương khổng lồ sập xuống và hóa thành bụi trong quá trình thu vào. Lão già, chuyện gì thế này? Anh hỏi sư phụ. Ồ, chắc là lâu đời quá nên hóa phong rồi thì phải. Hoặc là tất cả năng lượng trong xương rồng đã bị cỏ long huyết hấp thu gần hết, bây giờ bị con động vào thì thành ra như vậy. Vân Thiên Tà cũng hơi nghi vấn, sau đó khẽ thốt lên, đồ nhi ngu ngốc, có gì đó bất thường, chắc là vấn đề nằm ở thanh kiếm kia. Lúc nãy con thu xương rồng, thanh kiếm này cắm trên xương rồng không bị thu vào không gian bình càn khôn. Á, bình càn khôn không thể thu thanh kiếm gì gì kia vào không gian sao? Mau lấy đến nhìn xem. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhanh chân đi tới cầm lấy thanh kiếm cổ trong bộ xương rồng đã hóa thành bụi. Cầm lấy thanh kiếm cổ dì xét, mặt trên bị bao phủ bởi rêu xanh và màu xanh đồng, ở trong mắt Dương Bách Xuyên đây chỉ là một thanh kiếm đồng thau bình thường. Kiếm nặng 15-16 cân, dài tầm 3 thước. Thúc dục chân khí truyền lên trên, không có chút khác thường. Chỉ là một thanh kiếm đồng thau bình thường. Sư phụ, người già rồi nhìn nhầm đúng không? Chân khí không hấp thu kiếm, xem ra chỉ là một thanh kiếm cổ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dương Bách Xuyên nói với sư phụ Vân Thiên Tà. Con biết cái gì, kiếm cổ bình thường có thể đâm thủng đầu của cá rồng. Kiếm cổ bình thường hồ càn khôn còn thu vào. Lời nói không chút khách khí của Vân Thiên Tà vang lên. À vậy người nói chuôi kiếm hỏng này kỳ lạ chỗ nào? Người nhìn xem bên trên đã dỉ xét đến mức này. Còn có thể là bảo bối gì? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói. Ha ha, nhóc con thiếu kiến thức. Bây giờ nói cho con những việc đó chưa chắc con đã hiểu. Tóm lại thu thanh kiếm này, đây mới là thu hoạch lớn nhất của con. Vân Thiên Tà không muốn nhiều lời với đồ đệ chưa hiểu việc đời này. Lại nhải hai câu với anh rồi yên lặng, không để ý đến Dương Bách Xuyên. Còn Dương Bách Xuyên, tuy ngoài miệng nói không để ý đến kiếm cổ này, nhưng vẫn cầm vào tay. Làm sao anh có thể không nghe được sự coi trọng trong lời nói của sư phụ với thanh kiếm này? Thanh kiếm có thể giết chết cá rồng, thật sự không phải vật phàm. Ở trong lòng lấy một cái tên cho kiếm cổ kiếm đồ long. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn, cũng không có thứ gì đáng giá lấy đi. Thứ duy nhất còn sót lại dưới đáy vực chính là con cá rồng trong khe đá ngầm, mỗi con to bằng một cánh tay, dài gần 1 mét. Tùy tay cầm thanh kiếm đồ long lên phang một kích xuống một chỗ đá ngầm. Một kiếm này anh không sử dụng chân khí. Chỉ dùng lực lượng đơn thuần. Đá ngầm lớn như cối xay đá vỡ tan chia 5 x 7, chấn động làm ngất 3 con cá rồng bên trong. Dương Bách Xuyên có chút kinh hãi, thầm nghĩ, xem ra thanh kiếm này không phải vật phàm, chém đá ngầm giống như cắt đậu hũ. Sắc bén như vậy, cho dù không phải pháp khí, cũng là thần binh lợi khí hiếm có. Sau đó anh tìm thấy mấy cọng cỏ nước bện thành dây thừng sâu lại 3 con cá rồng bị chấn động đánh ngất. Sau khi sâu lên treo ở trên cổ, dưới chân dùng sức bơi lội lên mặt nước. M thầm suy tính, chiều sâu của hồ nước này ít nhất cũng gần 8 đến 90 mét, không trách không có ai có thể lặn xuống. Truyền thuyết lối đi thông xuống Đông Hải trong miệng người già, có lẽ bởi vì quá sâu. 10 phút sau, anh đã thấy được ánh sáng trên mặt nước, ngâm ở hồ nước tầm 40 phút. Dầm. Dương Bách Xuyên nổi lên mặt nước. Nhưng ngay sau đó bên tai lại vang lên tiếng thét kinh hoàng chói tai, đâm thủng màng tai. A! Là âm thanh của phụ nữ.
Dương Bách Xuyên vừa mở mắt đã sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ đến vừa trồi lên từ đáy hồ, trên mặt nước sẽ có thêm một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ đang trần trụi tắm rửa. Một màn trắng bóng đập vào mắt, có thể xem, không thể xem, đều thu hết vào mắt. Chấm chấm chấm. Viên Kim Phượng cũng không nghĩ đến, thừa dịp trời gần tối đến hồ tiên nữ tắm rửa sẽ gặp phải cảnh tượng kinh hách như vậy. Ba ngày trước cô trở về quê thăm ba mẹ, trong thôn nhà không có chỗ tắm rửa, bình thường toàn đi ra sông tắm. Mấy ngày nay thời tiết nóng bức, buổi tối mỗi ngày cô thường xuyên đi đến đây tắm rửa. Bởi vì sợ bị người nhìn thấy, cố ý chọn lúc trời gần tối, lại còn đi khá xa, đi tới hồ tiên nữ, nơi này cũng là nơi cô thường đến lúc còn nhỏ. Sau khi xuống nước thoải mái dễ chịu ngâm mình trong nước, đang múc nước lên trên người, cảm giác được dưới hồ nước ngầm có gợn nước đung đưa, ngay sau đó bắt đầu sủi bọt nước. Lúc này Viên Kim Phượng vô cùng sợ hãi, dù sao cũng là phụ nữ, trời sinh nhát gan, hơn nữa lại ở hồ nước sâu thẳm, nơi hẻo lánh cách thôn xa một dặm. Im ắng, đột nhiên hồ nước xuất hiện tình huống bất ngờ dị thường như vậy, nói cô không sợ hãi là giả. Lập tức kinh hoàng muốn lên trên bờ. Nhưng lại chậm một bước, mặt nước trong tầm mắt vang lên một tiếng động to. Ngay sau đó cô thấy được một ánh sáng thoáng hiện, một quái vật hình người mọc đầu cá khổng lồ toát ra khỏi mặt nước. Lần này Viên Kim Phượng bị dọa hồn bay phách tán, hai mắt trợn trắng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thật ra bởi vì cô quá hoảng sợ nên không nhìn rõ cảnh tượng quái vật xuất hiện thật ra là Dương Bách Xuyên treo bốn con cá rồng ở trên cổ. Chấm chấm chấm. Còn Dương Bách Xuyên lại không hề biết anh đột ngột toát ra từ đáy hổ, trên người còn vác theo một đống cá rồng, làm cho Viên Kim Phượng coi anh thành thủy quái, dọa người ta hôn mê bất tỉnh. Nhìn người phụ nữ ngất xỉu trước mắt, anh vội vàng ôm lấy cô, không ôm không được, ngất xỉu chắc chắn sẽ chìm xuống đáy hổ. Thân thể mềm mại trợn trừa tiếp xúc với làn da của anh, làm cho Dương Bách Xuyên có phản ứng. Lúc này trong hồ nước cả hai người đều ở trong trạng thái trần truồng. Nhìn kỹ, người phụ nữ này tầm 25 đến 26 tuổi, anh cũng quen biết, hơn nữa hồi đi học còn từng có suy nghĩ bậy bạ với người ta. Chính là người đẹp Viên Kim Phượng nổi danh trong thôn của bọn họ. Dương Bách Xuyên biết đây là một nhân vật truyền kỳ ở trong thôn, sau khi cô gả vào thôn, kết hôn chưa đầy 10 ngày chồng đã tử vong ngoài ý muốn. 18 tuổi lấy chồng, bị gọi là quả phụ, bị nhà chồng coi là sát tinh, nói cô khắc chết chồng. Còn đuổi ra khỏi nhà. Từ nay về sau Viên Kim Phượng mang theo cái danh quả phụ sát tinh, làm công ở Nam Hạ, đi 5 năm không có tin tức. 5 năm sau, đột nhiên có một ngày Viên Kim Phượng trở về quê quán, nhưng xưa đâu bằng nay, nay đã trở thành một phu nhân giàu có. Năm đó Dương Bách Xuyên lên cấp 3, còn nhớ rõ lúc đó là nghỉ hè, lúc về nhà còn đụng phải Viên Kim Phượng, khí chất xuất chúng, nụ cười tràn đầy quyến rũ. Còn cười nói chuyện với anh, cổ vũ anh học tập cho tốt, còn tặng lễ vật cho nhà anh, có một đống đồ dùng học tập. Trước khi đi còn nắm tay bà nội để lại 1.000 đồng, nói là cổ vũ anh và em gái đọc sách, đừng đọc ít sách giống như cô, ăn không ít khổ ở bên ngoài. Cũng năm đó, nhà của Viên Kim Phượng chính là nhà 2 tầng duy nhất trong thôn. Trong thôn có người đồn, nói sau khi ba của Viên Kim Phượng uống say kể. Kim Phượng nhà ông ta xuống Nam Hạ làm công. Gả cho một thương gia giàu có người Hồng Kông, đáng tiếc cũng là người già, hai người ở bên nhau chưa đầy nửa năm đã chết, vì vậy Viên Kim Phượng thừa kế một đống tài sản lớn của thương gia giàu có người Hồng Kông kia. Từ nay về sau mỗi năm Viên Kim Phượng sẽ về quê 1-2 lần, thăm hỏi ba mẹ tuổi già, nhưng tên tuổi quả phụ sát tinh của cô càng được chứng thực. Tất nhiên đó chỉ là nghe đồn, Dương Bách Xuyên cũng không rõ ràng thật giả, nhưng anh lại có ấn tượng khắc sâu với Viên Kim Phượng năm đó. Trên thực tế Viên Kim Phượng đã 30 tuổi, nhưng cô bảo dưỡng tốt nên trẻ như phụ nữ 25 đến 26 tuổi, vô cùng mê người. Dương Bách Xuyên không nghĩ đến sẽ gặp mặt Viên Kim Phượng trong tình huống này, vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Bế cô lên bờ, thử mạch đập, cũng may không làm sao chỉ bị dọa ngất. Lập tức dùng chân khí truyền vào trong cơ thể Viên Kim Phượng, ngay sau đó cô dần dần tỉnh lại. Chị Kim Phượng, chị không sao chứ? Một tay của Dương Bách Xuyên ôm cô, một tay đặt trên cổ tay của người ta. Viên Kim Phượng dần dần tỉnh lại, phát hiện đang nằm trong lòng ngực của một người đàn ông, lúc này cả hai người đều trần truồng. Có chút ngượng ngùng thêm chút kinh hoàng,
nhưng sau khi nghe thấy âm thanh, lại thấy rõ bộ dáng của thanh niên, cũng thở ra một hơi, phục hồi lại tinh thần. Tôi không sao, vừa rồi ở trong nước là cậu. Viên Kim Phượng cuống quýt tránh thoát khỏi tay của Dương Bách Xuyên, đứng dậy vội vàng cầm quần áo che chắn trên người. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng lấy lại phản ứng, trên người anh còn không có một sợi dây, chỗ nào đó còn đang dựng đứng lên trời. Mặt mũi đỏ bừng, chạy nhanh lấy quần áo mặc vào, cuống quýt giải thích, nói chị Kim Phượng, rất xin lỗi, lúc trước em đi hồ nước bắt cá rồng, không biết chị đến tắm rửa. Dương Bách Xuyên lắp bắp mặc quần áo giải thích với cô, khóe mắt liếc nhìn Viên Kim Phượng đang mặc quần áo. Sắc mặt đỏ bừng, trên người trắng bóng, có vài nơi như ẩn như hiện, làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cảm giác hai mũi nóng rực. Nhìn người đẹp mặc quần áo, anh có chút ngây người. Người nào đó đang đơ người nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Viên Kim Phượng, nói thằng nhóc thối, nhìn cái gì hả? À không nhìn gì cả, em chưa nhìn thấy cái gì cả. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên đỏ bừng, vội vàng xoay đầu, bịt kín mũi. Trong tai chỉ nghe thấy âm thanh mặc quần áo, nhưng ngay sau đó anh nghe được câu nói làm cho cả người anh run lên. Nhóc Xuyên, cậu lại đây giúp chị một chút, quần áo bị mắc vào khóa kéo, giọng nói mang theo chút xấu hổ của Viên Kim Phượng vang lên. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nội y của Viên Kim Phượng kẹt lại móc vào khóa kéo của bộ váy liền áo. Không kéo được váy lên, bởi vì tay của cô không với được phía sau. Anh có chút ngây người. Lúc này Viên Kim Phượng lại kêu một tiếng, lại đây, tôi không sợ, nhóc con nhà cậu sợ cái gì? Ở trong mắt của Viên Kim Phượng, anh chính là một nhóc con, bởi vì lúc cô đi ra ngoài dốc sức làm, Dương Bách Xuyên còn đang đi học. Cô luôn đối xử với anh như một cậu em trai nhà bên. Mặc dù mấy phút trước cô bị Dương Bách Xuyên dọa sợ, nhưng lúc đó là ngoài ý muốn. Lúc này váy áo bị kẹt ở khóa kéo, cô không còn cách nào, không thể để tràn sau lưng đi về. Ai bảo nơi này chỉ có cô và Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bị Viên Kim Phượng kêu to một tiếng, phục hồi lại tinh thần, đến. Trái tim không biết cố gắng đập liên hồi, đi đến phía sau của Viên Kim Phượng, có chút không dám nhìn tấm lưng trắng như ngọc của cô. Trong tầm mắt nhìn thấy nội y màu đen móc vào khóa kéo của bộ váy màu trắng. Vươn bàn tay, có chút run rẩy kéo khóa giúp cô. Nhưng không biết bởi vì khẩn trương, hay do Dương Bách Xuyên không dám nhìn về phía lưng của Viên Kim Phượng, anh kéo vài lần đều không chút sức mẻ. Trong lòng có chút sốt ruột. Dương Bách Xuyên cảm giác được khi tay của anh đụng đến da thịt của cô, Viên Kim Phượng hơi run rẩy một chút, anh có chút không dám nhìn thẳng vào cô. Ngay sau đó tay dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt. Dương Bách Xuyên kéo đứt khóa kéo của Viên Kim Phượng, bởi vì dùng sức quá mạnh, túm cô ngã về sau, thuận thế ngã vào trên người anh. Hai người không đứng vững ngã xuống mặt đất. Đây hoàn toàn là động tác vô tâm, Dương Bách Xuyên thầm mắng bản thân quá ngốc. Mặt mũi đỏ bừng, cảm nhận được hơi thở của đàn ông, trong nháy mắt cô có chút choáng váng. Dương Bách Xuyên xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe đất chui vào, lần này không giải thích rõ được. Nhưng thật sự chỉ là vô tình. Cuống quýt buông lỏng hai tay, thân mình vừa động, Viên Kim Phượng đang đè trên người anh lăn xuống bên cạnh. Lần này hai người thâm mật mặt đối mặt, không khoảng cách dán lại với nhau. Xoang mũi truyền đến hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Viên Kim Phượng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Viên Kim Phượng, anh buột miệng thốt ra, chị Kim Phượng, chị thật đẹp. Viên Kim Phượng chưa được nghe có người khen cô như vậy từ rất lâu rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, sắc mặt đỏ bừng hừ một tiếng. Có câu nói củi khô bốc lửa, chính là dùng để hình dung tình huống lúc này của hai người. Viên Kim Phượng nghe thấy lời khen này của Dương Bách Xuyên, có chút mê mang. Trong lòng cô có chút chua xót, bị người ca ngợi và theo đuổi luôn là điều cô hướng đến. Đáng tiếc, đối với cô tất cả những điều này quá mức xa xôi, phản ứng hóa học khác phái hút nhau có, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập sự chua xót. Nhìn Viên Kim Phượng kiều diễm ướt át, Dương Bách Xuyên rất muốn hôn cô, anh cúi đầu hôn xuống đôi môi của cô. Âm đoàng. Bị Dương Bách Xuyên hôn, đầu óc của Viên Kim Phượng nổ đùng đoàng, rơi vào trống rỗng. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác an toàn. Từ mâu thuẫn, sau đó không kìm được lòng, đáp lại.
Đến bước cuối cùng, thân thể của Viên Kim Phượng hơi run lên, bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của cô là một sát tinh chuyên khắc đàn ông. Hai người đàn ông ở bên cô đều không có kết cục tốt. Cô là một người đàn bà đen đủi, đây cũng là nỗi đau trong lòng cô, trong lòng nghĩ, cả đời này cũng chỉ có mệnh quả phụ, đừng hại người. Cũng không thể hại người em trai nhà bên Dương Bách Xuyên, đàn ông tiếp xúc với cô không ai có kết cục tốt, không lẽ cô muốn tiếp tục hại người. Nghĩ đến đây, Viên Kim Phượng hoảng loạn đứng dậy, nói, đừng, chúng ta không thể. Vừa nói cô vừa đứng dậy sửa sang quần áo, chạy chậm rời đi. Dương Bách Xuyên có chút ngây người, trong nháy mắt anh nhìn thấy vành mắt của Viên Kim Phượng đỏ ửng, có nước mắt rơi xuống. Còn tưởng rằng hôm nay anh quá thô lỗ, làm cô sợ hãi, âm thầm tự trách một chút, nhặt lên cá rồng trên đất đuổi theo. Chị Kim Phượng em, Dương Bách Xuyên còn muốn giải thích xin lỗi cô, nhưng còn chưa nói dứt lời đã bị Viên Kim Phượng đánh gãy. Không liên quan đến cậu, là do chị không thể cùng cậu, chị là một người mang theo điểm xấu, không thể hại người, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về thôi. Nói xong, Viên Kim Phượng mang theo sự cô đơn, chua xót đến cùng cực, cô không nói chuyện, cúi đầu đi đường. Dương Bách Xuyên nghe thấy cô nói mình là người mang điểm xấu, trong lòng hơi suy nghĩ liền hiểu rõ. Thì ra cô để ý lời đồn sát tinh khắc chồng trong thôn, đây chỉ là tư tưởng phong kiến mê tín. Anh không tin những điều này. Bước đi lên, nói chị Kim Phượng, chị không cần để ý lời nói bậy bạ của người khác, những người nói chị mang điểm xấu, chỉ là những người ngu muội. Không có loại chuyện này, chị không cần để những lời nói đó trong lòng, em chưa bao giờ tin những điều đó. Viên Kim Phượng vừa đi vừa tự giễu, cười nói, lời này của cậu tôi tin, nhưng cậu biết không tôi đã gả chồng hai lần. Người chồng đầu tiên chưa đầy 10 ngày đã chết. Lúc đi lên núi bị cục đá lăn xuống đè chết, hai người đi cố tình chỉ có anh ấy chết. Sau lại tìm người khác, chưa đến nửa năm ăn cơm sặc chết, cậu nói xem tôi có phải sát TNS hay không. Tại sao trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, ngay từ đầu tôi cũng tức giận người khác đồn vớ vẩn về tôi. Nhưng nghĩ lại cũng không phải không có đạo lý, tôi chính là một sát tinh, đàn ông đến gần tôi đều không có kết cục tốt. Tôi chính là một người phụ nữ đen đủi, đời này chỉ có mệnh quả phụ. Cho nên nhóc Xuyên, từ nay về sau giữ khoảng cách với chị đi, nếu không cậu sẽ bị hại. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt tự giễu lúc nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một sự thống khổ rồi biến mất của cô. Suy nghĩ một chút, thân là phụ nữ, có ai không hy vọng bị đàn ông yêu thương, bị đàn ông theo đuổi, nhưng Viên Kim Phượng lại tin mệnh, tin tưởng cô là một người phụ nữ đen đủi, hai người chồng đều bị cô khắc chết. Nhìn bóng dáng cô đơn của cô. Dương Bách Xuyên đi lên sóng vai cùng cô, đối với cô có chút trìu mến thương tiếc, cũng biết những việc này đã mang đến bóng ma thật lớn trong lòng cô. Có suy nghĩ phong tỏa nỗi lòng, làm cô cho rằng đến gần đàn ông sẽ hại chết người. Lúc này Dương Bách Xuyên lại dâng lên suy nghĩ muốn bảo vệ người phụ nữ đáng thương này, chủ nghĩa đàn ông dâng lên, đi lên nói với Viên Kim Phượng, chị Kim Phượng, chị tin mệnh không sai, nhưng không thể nhận mệnh. Có đôi khi quyết định của con người thắng cả trời. Em không cho rằng chị là một người phụ nữ đen đủi. Ngược lại chị cũng cần nên có loại suy nghĩ này, con đường về sau sẽ càng thêm sáng. Sau khi nói xong Dương Bách Xuyên tạm dừng một chút, nói chị Kim Phượng, nếu chị nguyện ý, hy vọng cho em một cơ hội, đánh vỡ ma chú trên người chị. Nghe thấy lời nói của Dương Bách Xuyên, trong lòng Viên Kim Phượng run rẩy, nỗi lòng đã lâu chưa dao động đã mở ra một chút, nhìn Dương Bách Xuyên cười nói, em trai ngốc. Mệnh không thể đỡ, sinh ra đã được định đoạt, cậu dựa vào gì để đánh vỡ ma chú trên người chị. Chị đã nhận mệnh, cảm ơn ý tốt của cậu, nghe chị nói, giữ khoảng cách với chị, cuộc đời của cậu mới vừa bắt đầu, còn có tiền đồ rất tốt đang chờ cậu. Dương Bách Xuyên càng nghe cô nói như vậy trong lòng càng sinh ra ý nghĩ trái nghịch, đây là bản năng hiếu thắng của đàn ông. Nhìn Viên Kim Phượng nói, chị Kim Phượng, nếu em chính là người sinh ra đối nghịch với trời đất. Nghịch thiên nghịch mệnh, ở trong mắt em vận mệnh là thứ có thể đánh vỡ, chỉ có cho em một cơ hội hay không? Viên Kim Phượng nghe ý tưởng có chút ngu đần của Dương Bách Xuyên, buồn cười nói, trừ khi cậu là thần tiên, có thể xoay chuyển vận mệnh, nếu không ai có thể thay đổi được vận mệnh. Dương Bách Xuyên nhìn dung mạo tuyệt mỹ của cô, nghiêm túc nói, nếu em là thần tiên, có phải hay không chị sẽ có em một cơ hội đến gần chị? Viên Kim Phượng cười ha ha, nói, được. Về đến thôn rồi, chị về nhà thay quần áo,
nhờ cậu kéo khóa cậu lại kéo đứt, gặp lại. Cô không trả lời câu hỏi của Dương Bách Xuyên, chỉ cười nói cậu trở về nhà, hai nhà không ở cùng một hướng. Dương Bách Xuyên nhìn cô rời đi, không nhịn được hô to, chị Kim Phượng, chị còn chưa trả lời vấn đề của em. Viên Kim Phượng đã đi xa, đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên, vẫy tay nói, em trai ngốc, nếu cậu thật sự là thần tiên, chị sẽ cho không cậu, ha ha. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói của cô, khóe miệng cong lên, nếu thế giới này thực sự có sự tồn tại của thần tiên, vậy anh chính là một trong số đó. Có lẽ là thần tiên duy nhất, người tu chân phi thiên độn địa, tung hoành trong vũ trụ, ở trong mắt người thường, còn không phải là thần tiên hay sao? Người tu chân chính là sự tồn tại nghịch thiên, nghịch mệnh là chuyện thường ngày. Nhìn Viên Kim Phượng biến mất trong bóng đêm, Dương Bách Xuyên cười lẩm bẩm, bây giờ em chính là một thần tiên, chị chuẩn bị sẵn sàng cho không đi. Lúc trở về nhà, bà nội và em gái đã chuẩn bị một bàn thức ăn đang chờ anh. Dương San San nhìn thấy Dương Bách Xuyên về tới, vểnh miệng lên không vui nói, anh à, sao anh đi lâu thế? Nếu anh không về em sẽ chết đói mất. Bà nội quá thiên vị nên không cho em ăn, bắt phải chờ anh về mới được ăn, hừ. Con nhóc này, không phải cháu cũng ăn vụng quá trời đó sao? Bà nội cười ha hả nói. Khụ khụ, em nhìn xem trên tay anh trai đang cầm cái gì thì chắc sẽ không trách anh về nhà muộn nữa, ha ha. Dương Bách Xuyên giơ bốn con cá rồng lên và lắc lắc trước mặt em gái. Bốn con cá rồng trong tay anh, mỗi một con đều có vây to dài hơn nửa thước. Lẽ ra anh muốn tặng một con cho Viên Kim Phượng, nhưng vừa mới nói chuyện với cô lại quên mất, đi đến cửa nhà mới nhớ ra. Trong lòng anh nghĩ, hay là ngày mai đi đưa qua cho cô một con, cá rồng ở hồ tiên nữ đáy chắc chắn đã được ăn máu thịt của giao long ở dưới đáy hồ, nếu không sẽ không lớn như vậy. Ăn thịt cá như vậy sẽ có lợi cho cơ thể. Dương San San vừa nhìn trong tay anh trai cầm theo bốn con cá rồng rất lớn, cũng nhận ra chúng, lúc này cô bé vui mừng thét chói tai. Oa, cá rồng lớn vậy sao, anh à, anh bắt được sao? Cá rồng quanh thôn chúng ta rất hiếm thấy, chứ đừng nói đến loại lớn như vậy. Anh đến hồ tiên nữ tắm rửa nên bắt được, chờ ngày mai anh cho em và bà nội hầm canh cá uống. Dương Bách Xuyên mỉm cười đem cá rồng bỏ vào phòng bếp. Quay lại bàn ăn, bà nội múc cơm cho anh và nói, cá rồng lớn như vậy mang ra chợ bán bây giờ cũng có thể bán được rất nhiều tiền, để ăn thì thật đáng tiếc. Bà nội à, cháu đã nói rồi, cháu trai lớn của bà bây giờ không thiếu tiền. Hiện tại cháu đã có việc làm, còn hợp tác mở một công ty với Thiết Đản ở Cố Đô nên cũng có cổ phần. Sau này chúng ta sẽ không thiếu tiền tiêu, cháu muốn cho bà và San San những thứ tốt nhất trên thế giới, cá rồng phải cho bà bồi bổ cơ thể chứ. Đêm qua Dương Bách Xuyên đã nói chuyện của anh ở Cố Đô cho bà nội và em gái biết. Đương nhiên là bịa chuyện xưa để nói, dù sao hai người bọn họ cũng không hiểu. Dương Bách Xuyên nói cái gì thì tin cái đó, tóm lại chỉ cần Dương Bách Xuyên tốt, làm người thân bọn họ cũng hài lòng. Bà nội nghe Dương Bách Xuyên nói thì nở nụ cười bảo, từ nhỏ đến lớn cháu chỉ biết dỗ bà nội vui vẻ, nếu đã vậy, bà nội sẽ giữ lại làm cá kho cho các cháu. Có điều, có bốn con lớn như vậy ba người chúng ta cũng ăn không hết, ngày mai đưa qua cho nhà Thiết Đản một ít đi, các cháu không ở nhà, bà nội ở nhà được ba mẹ Thiết Đản giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ cháu kiếm được nhiều tiền thì phải báo đáp người ta thật tốt. Bà nội yên tâm, cơm nước xong cháu sẽ đến nhà chú Lưu hỏi thăm. Được, mau ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Dương Bách Xuyên quay lại phòng lấy 20 vạn tiền mặt từ trong túi ra và bỏ vào phong bì, lại cầm thêm một ít quà tặng và mang theo một con cá rồng rồi đến nhà Thiết Đản. Thật ra, hai nhà cách nhau cũng không xa, xem như hàng xóm. Cũng chỉ cách nhau hơn 100 mét. Anh từng nghe bà nội nói, bà nội Thiết Đản và bà nội anh đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mà ba anh và ba Thiết Đản cũng vậy, đến thế hệ này của anh vẫn cùng tuổi với Thiết Đản và cũng lớn lên từ nhỏ với anh ta, quan hệ hai nhà vẫn luôn rất tốt. Lưu Thích Kỳ là con út trong nhà, phía trên anh ta còn có hai chị gái, một chị cả đã đi lấy chồng, còn chị hai thì học đại học ở tỉnh và vừa mới đi làm. Hơn nữa, hoàn cảnh mấy năm nay trong nhà cũng không được tốt lắm, nếu không phải Thiết Đản ở bên ngoài phấn đấu gửi tiền về nhà, chị hai của anh ta muốn đi học cũng khó. Còn Dương Bách Xuyên vì từ nhỏ đã không còn ba mẹ nên thường xuyên đi theo Lưu Tích Kỳ đến nhà bọn họ ăn trực, ba mẹ Lưu Tích Kỳ cũng xem anh như nửa con trai. Hai vợ chồng già thường nói, nhóc Xuyên,
sau này muốn ăn cái gì cứ đi theo Thiết Đản là được. Cho nên, từ khi còn bé, Dương Bách Xuyên đã rất gần gũi với nhà họ Lưu, cho đến bây giờ anh vẫn như thế. Ba của Lưu Tích Kỳ tên là Lưu Trấn Quốc, ông ta từng học trung học, trong thế hệ của bọn họ, có thể học trung học đã được xem như có trình độ học vấn cao rồi, cho nên ông ta được thôn chọn làm bí thư chi bộ thôn, xem như là một người có năng lực tương đối sáng suốt. Mấy năm nay, trong thôn Thượng Dương đã có hơn 10-30 hộ gia đình được thay điện cao thế, giới thiệu giống cây trồng nông nghiệp mới cho thôn, làm không ít việc thực tế cho thôn, rất được người trong thôn kính trọng. Cửa lớn của nhà họ Lưu mở ra, vừa đi vào, Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy hai vợ chồng già ngồi trong sân ăn cơm. Từ xa anh đã gọi to một tiếng, chú Lưu, thím. Ôi chao, nhóc Xuyên, cháu về khi nào thế? Mau vào đây đi, là nhóc Xuyên về à, tới thì tới thôi, còn mang theo cái gì đấy, đứa nhỏ này thật là. Hai người nói chuyện, vội vàng nhận lấy quả biếu trong tay Dương Bách Xuyên. Ôi đây là cá rồng à, nhóc Xuyên, cháu bắt được ở đâu đấy? Lưu Trấn Quốc ngạc nhiên hỏi, ông ta biết rất rõ cá rồng hiện nay không còn nhiều lắm, nhất là loại cá lớn thế này thì càng hiếm thấy. Ha ha, hôm qua lúc trở về cháu đã bắt được, vốn sáng hôm qua muốn tới thăm hai vợ chồng chú thím, nhưng lại cùng bà nội đi thắp hương, buổi chiều trở về cháu có đến hồ tiên nữ tắm rửa thì bắt được cá rồng trong hồ. Dương Bách Xuyên cười nói. Nhóc Xuyên, mau ngồi xuống đi. Để thím múc cơm cho cháu ăn. Mẹ Lưu nhìn thấy Dương Bách Xuyên trở về thì rất vui mừng. Thím à, không cần, cháu vừa mới ăn cơm xong, chỉ là đến thăm chú thím, đừng khách sáo thế à. Vậy hai chú cháu nói chuyện đi, thím đi pha trà cho hai người. Anh ngồi xuống nói chuyện phiếm với Lưu Trấn Quốc, đương nhiên không thể không nhắc tới Lưu Tích Kỳ. Nhóc Xuyên, Thiết Đản ở Cố Đô thế nào rồi? Hơn 2 tháng rồi. Thằng nhóc thối đó đã không gọi về nhà. Lưu Trấn Quốc nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy được sự quan tâm từ trong ánh mắt của ông ta, dù sao trong lòng ba mẹ nào trong thiên hạ cũng vậy, con cái đi xa, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng sao có thể không lo lắng chứ. Hơn nữa anh nhìn ra được, Lưu Tích Kỳ hình như chưa từng nhắc tới chuyện hai người bọn họ cùng nhau mở công ty, nếu không Lưu Trấn Quốc sẽ không hỏi như vậy. Dương Bách Xuyên nghĩ lại đã hiểu. Chắc chắn trong lòng Lưu Tích Kỳ vẫn còn băn khoăn, có lẽ ở trong lòng anh ta cho rằng hai người cùng nhau mở công ty nhưng anh ta vẫn chưa bỏ ra một xu nào, chính là đang chiếm lợi của anh. Mặc dù hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân như anh em ruột thịt, nhưng là đàn ông mỗi người đều có lòng tự trọng, cho nên Lưu Tích Kỳ chưa từng nói qua chuyện mở công ty cho người nhà. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút tức giận vì Lưu Tích Kỳ vẫn luôn đặt địa vị của anh ta ở vị trí rất thấp, anh nghĩ. Lúc quay lại Cố Đô nhất định phải nói rõ ràng với anh ta. Hiện tại anh chủ yếu là người tu chân, kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ, cái đế quốc thương mại này tương lai chính là chuẩn bị cho Lưu Tích Kỳ, làm anh em lâu năm với nhau, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ để ý mấy thứ này. Đối mặt với câu hỏi của ba Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên cười ha ha, ra vẻ kinh ngạc nói, chú Lưu, Thiết Đản chưa từng nói qua chuyện hai chúng cháu đã mở công ty ở Cố Đô sao? Mở công ty, Lưu Trấn Quốc kinh ngạc. Dương Bách Xuyên nhìn thấy biểu cảm của ông ta thì chắc chắn Lưu Tích Kỳ quả nhiên chưa nói chuyện này cho ba mẹ biết. Trong lòng anh thở dài, trên mặt lại mang theo ý cười nói, chú Lưu không biết à, 3 tháng trước cháu và Thiết Đản đã mở một công ty ở Cố Đô, sản phẩm của công ty chắc là gần đây đã đưa ra thị trường, trong khoảng thời gian này cậu ấy tương đối bận rộn nên có thể quên gọi điện thoại cho hai người. Lần này cháu tới chính là thay Thiết Đản đưa cho chú một ít tiền sinh hoạt phí. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả bịa ra một câu chuyện anh và Lưu Tích Kỳ khởi nghiệp ở Cố Đô, trong đó cố ý nói Lưu Tích Kỳ có rất nhiều mặt có năng lực. Dưới miệng lưỡi ba tấc không nát của anh, nụ cười trên mặt Lưu Trấn Quốc càng lúc càng lớn, mặt mẹ Lưu ở một bên nghe cũng vui vẻ như nở hoa. Lưu Trấn Quốc rất sĩ diện, nghe được con trai mình từ trong miệng Dương Bách Xuyên rất có năng lực. Ông ta ha ha cười to nói, ừ không sai, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, lúc nào quay về cháu phải nói cho thằng bé biết, làm việc cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà. Dương Bách Xuyên gật đầu, lấy 20 vạn tiền mặt mang theo trong túi ra, đặt ở trước mặt Lưu Trấn Quốc và nói, chú thím Lưu, đây là do Thiết Đản bảo cháu mang đến cho chú thím, nói là để cho nhà chú thím dùng, sau này chờ công ty dần dần ổn định, cậu ấy sẽ mua nhà ở Cố Đô và đón chú thím đến ở.
anh mở túi đựng tiền ra, để lộ những xấp tiền tệ màu đỏ ở bên trong, lần này lại khiến hai vợ chồng già hoảng sợ nhảy dựng lên. Hồi lâu sau, Lưu Trấn Quốc nuốt nước bọt hỏi, nhóc Xuyên, cháu vừa nói đây là bao nhiêu tiền cơ? 20 vạn. Mẹ ơi, ba nó nói xem hai đứa nhỏ này có phải ở bên ngoài gây họa không? Sắc mặt mẹ Lưu nhăn nhó hỏi. 20 vạn thật sự là một khoản tiền quá lớn đối với bọn họ, tuy rằng vừa rồi cũng nghe Dương Bách Xuyên kể lại bọn nó mở công ty gì đó ở bên ngoài, nhưng mẹ Lưu vẫn không hiểu biết lắm về công ty gì đó, lần này nhìn thấy 20 vạn tiền mặt, bà ấy bị dọa sợ. Dương Bách Xuyên cười khổ vội vàng giải thích, chú thím Lưu, cháu và Thiết Đản đều do hai người nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, có thể làm chuyện xấu gì chứ, 20 vạn này chỉ là phần lợi nhuận rất nhỏ của công ty, cháu còn tự mình mua một chiếc xe hơn 200 vạn. Giải thích mãi cuối cùng mới làm cho hai vợ chồng già trong lòng yên tâm, trên mặt một lần nữa tươi cười. Nói xong chuyện của Lưu Tích Kỳ và công ty, Dương Bách Xuyên lập tức nói chuyện liên quan đến thôn, nếu anh muốn nhận thầu thôn, xây dựng thôn nghệ thuật, không thể làm được nếu không có sự hỗ trợ của bí thư chi bộ thôn Lưu Trấn Quốc này. Lập tức Dương Bách Xuyên nhìn lại và nói, chú Lưu, cháu muốn mua thôn của chúng ta, chú xem có được không? Phụt, Lưu Trấn Quốc vừa uống một ngụm trà, nghe được những lời này của Dương Bách Xuyên, không nhịn được phun hết ngụm trà ra ngoài. Cái gì chứ, cháu muốn mua thôn ư? Thằng nhóc thối, cháu muốn làm gì? Muốn đuổi người trong thôn ra ngoài sao? Lưu Trấn Quốc trừng mắt lên. Dương Bách Xuyên vừa nhìn bộ dáng Lưu Trấn Quốc muốn đánh người, biết mình nói không rõ ràng làm cho Sơn Đại Vương ở thôn Thượng Dương như ông ta hiểu lầm. Anh vội vàng nói, à chú Lưu đừng kích động, ý của cháu là thế này, là ký hợp đồng. Là ký hợp đồng. Hừ, nói còn nói không rõ ràng, chú đánh thằng nhóc thối nhà cháu bây giờ, muốn làm nhà tư bản, còn muốn chiếm đoạt quê hương của bà con à? Lưu Trấn Quốc trừng mắt nói. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói ra ý tưởng trong đầu là muốn bảo tồn kiến trúc cổ trong thôn, xây dựng thành một thôn kiến trúc, đương nhiên quyền sở hữu tài sản của cả thôn mà anh ký hợp đồng thì ít nhất cũng phải 50 năm. Tất nhiên, người trông coi giữ gìn nhà của người dân vẫn là chủ nhân ban đầu của căn nhà, toàn bộ lợi nhuận sinh ra từ thôn kiến trúc, Dương Bách Xuyên nói thẳng là trừ đi chi phí thi công thì anh không cần phần nào cả, toàn bộ phần còn lại sẽ chia hoa hồng cho bà con. Thật ra Dương Bách Xuyên làm một thôn kiến trúc, không đơn thuần chỉ vì người trong thôn, mà là anh có suy nghĩ riêng. Tối hôm qua, anh nói với bà nội là muốn đón bà và em gái đến cố đô ở, nhưng bà nội vừa nghe xong đã lắc đầu từ chối, còn nói, bà sẽ không đi đâu hết, bà sống ở quê nhà quen rồi, chưa tính việc sống ở thành phố không quen, cũng không thích nghi được với thời tiết, bình thường ra cửa cũng không có người nói chuyện. Còn phải trông coi phần mộ của tổ tiên nhà họ Dương, hàng năm cũng phải tham gia thờ cúng ở đền thờ tổ tiên, nên bà sẽ không đi đâu hết, muốn đi thì anh em các cháu đi học đi làm đi. Bà nội ở đây cũng quen rồi nên không cần lo lắng. Sau khi nghe bà nội nói vậy, Dương Bách Xuyên biết bà nội quyết tâm sẽ không rời khỏi quê hương, điều này làm cho kế hoạch của anh thất bại. Mà một cái khác chính là chuyện mảnh đất có ba lối vào và ba lối ra của tổ tiên bản địa, trước kia anh từng nghe bà nội nhắc tới, lúc ông nội còn sống thường xuyên nhắc tới, mong có một ngày có thể hoàn thành tâm nguyện của ông nội là thu hồi lại căn nhà của tổ tiên. Tuy là ngoài miệng bà nội không nói, thế nhưng Dương Bách Xuyên biết, bà muốn hoàn thành tâm nguyện này của ông nội. Nếu bà nội không muốn rời đi, Dương Bách Xuyên dứt khoát muốn hoàn thành tâm nguyện này giúp bà nội và ông nội, sau khi ký hợp đồng với thôn, cải tạo thành thôn kiến trúc, có thể hợp tình hợp lý thu hồi lại căn nhà của tổ tiên. Một nguyên nhân khác là Dương Bách Xuyên phát hiện ở nơi quê nhà này, linh khí trời đất dày đặc hơn ở thành phố rất nhiều, là một đạo tràng tu luyện không tồi, nếu mà có thể cải tạo thành thôn kiến trúc. Anh sẽ chuẩn bị thành lập cho mình một cái đạo tràng để tu luyện, anh là người tu chân nên không thể nào cả đời đều ở bên ngoài mà không trở về. Hơn nữa bà nội cũng ở quê, anh nhất định sẽ thường xuyên về thăm bà và sống với bà quãng thời gian còn lại. Hơn nữa, còn có chuyện phát hiện ra bộ xương giao long trong sơn cốc nhỏ ở Hồ Tiên Nữ, điều này chứng tỏ có thể tồn tại một nền văn minh tu chân ở thời đại này trên núi lớn của quê nhà. Sau này anh có thể thành lập một cứ điểm, lấy linh khí dày đặc của sơn cốc nhỏ làm trung tâm để phát triển thế lực của mình. Về chuyện xây dựng thế lực, sư phụ cũng từng nói qua, ông có phần lớn tâm phát tu hành thuật dẫn thể, có rất nhiều công pháp tu chân, không lợi dụng thì thật sự lãng phí.
hơn nữa anh còn trêu chọc vào võ giả cổ của nhà họ Mã và nhà họ Diệp ở Yên Kinh, hai gia tộc võ cổ rất lớn, sau này ở trên con đường này không chừng còn có thể đắc tội người khác, có một thế lực của riêng mình đương nhiên sẽ mạnh hơn so với bản thân chiến đấu một mình. Mà quê nhà cũng là một cứ điểm tốt để xây dựng nền móng. Điểm cuối cùng chính là, công ty Vân Kỳ của anh và Lưu Tích Kỳ, sau này đã có công thức đan dược trong đầu anh làm cái chèo trống để phát triển thành một đế quốc thương mại quốc tế. Anh tin chuyện này sẽ thành công, chờ công ty lớn mạnh lên không thể thiếu cần có võ lực bảo vệ. Mặc dù hiện tại làm những việc này có hơi sớm, nhưng mọi việc đều phải chuẩn bị chu đáo, cuối cùng mới không sai. Rất nhiều nguyên nhân cộng lại khiến Dương Bách Xuyên càng thêm cho rằng chuyện này nhất định phải làm. Cho nên Dương Bách Xuyên suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy chuyện cải tạo thôn kiến trúc càng ngày càng quan trọng, thậm chí là bắt buộc phải làm. Lưu Trấn Quốc nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, không khỏi cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy ý tưởng này của Dương Bách Xuyên không tệ, việc này có thể giữ gìn kiến trúc cổ trong thôn còn có thể tạo ra lợi ích cho bà con, đây là một chuyện tốt. Nhìn Dương Bách Xuyên, ông ta đồng ý với ý tưởng của anh và nói, nhóc Xuyên, được được, quả nhiên không hổ là sinh viên đại học, giống như một người có tri thức, có tư duy, có giác ngộ. Đối với lời khen ngợi của Lưu Trấn Quốc, trong lòng Dương Bách Xuyên rất xấu hổ, thật ra anh phần lớn vẫn là vì lợi ích của mình, nhưng đối với việc trợ giúp người trong thôn gia tăng lợi ích đích thật cũng là thật lòng, giờ phút này anh chỉ có thể nhận lấy một tiếng có giác ngộ mà Lưu Trấn Quốc nói. Sau khi Lưu Trấn Quốc nói xong, đề tài vừa chuyển lại nói, ý tưởng rất hay, nhưng cháu sắp xếp vấn đề ở lại của bà con như thế nào, nếu cháu muốn cải tạo thành thôn kiến trúc, vậy thì từng căn nhà đều phải giải tỏa, đến lúc đó mọi người phải ở đâu. Vấn đề này của chú Lưu cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải mọi người đều thích ở tòa nhà nhỏ sao, cháu nghĩ thế này, ở một vùng đất hoang lớn đối diện thôn Nam Pha kia, cháu sẽ xây dựng một tòa nhà nhỏ 2 tầng cho mọi người không có nhà đến ở, cũng là loại sân độc lập, nông thôn mới được xây dựng ở phía Nam trên TV chính là loại này. Mỗi nhà lắp đặt một hệ thống cung cấp nước máy, tắm rửa bằng bình năng lượng mặt trời, khí sinh học, xây dựng một thôn mới hiện đại hơn, chú thấy có được không? Đến lúc đó vấn đề huy động mọi người ủng hộ phải phụ thuộc vào Sơn Đại Vương như chú đây. Ồ, không đúng, phải là bí thư chi bộ thôn rồi. Lúc còn bé, Dương Bách Xuyên cũng bướng bỉnh, đặc biệt danh cho Lưu Trấn Quốc là Sơn Đại Vương, anh chỉ nói lỡ miệng. Ha ha ha, thằng nhóc thối nhà cháu vẫn gọi chú là Sơn Đại Vương sao? Được đấy, ý tưởng này của cháu thật ra không hẹn mà tình cờ trùng với nội dung trong cuộc họp vào thời gian trước của xã. Chính phủ chủ trương cải tạo nông thôn mới, thật ra cả nước đã có rất nhiều nơi đang bắt đầu thực hiện, vì thôn của chúng ta nhỏ, lại ở sâu trong núi lớn, không có phương tiện đi lại, ý nghĩ này của cháu, chú đoán chừng lãnh đạo xã nghe xong chắc chắn rất vui mừng, dù sao cũng không cần trong xã bỏ tiền ra, là một người tư nhân cải tạo, chú cũng thấy không thành vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.